Xin chào khán thính giả của truyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin được gửi tới các bạn phần kết chuyện cô vợ bỏ trốn của Bạo Quân, tác giả An Kỳ. Các bạn like ủng hộ, subscribe kênh truyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Từ sau ngày đó, thời gian đối với thư cần sư mà nói trở nên vô cùng dài. Trước kia, cô luôn than thở không có đủ thời gian. Này cô bỏ công việc, mỗi ngày đều ngồi trong phòng không người đến thăm Chờ đợi kỳ tích xuất hiện Cô đang đợi Chờ Đinh Hạo Luân giải thích với cô Hắn sẽ đến nói cho cô Ngày đó tất cả mọi chuyện đều là hiểu lầm Người hắn yêu trùng thủy là cô Tuyệt đối không phải thuần thuần Nhưng mặt trời mọc Mặt trời lặn Ngày một ngày qua Cô vẫn không đợi được Đinh Hạo Luân đến Hắn cứ như đã biến mất trong không khí Không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa Tại sao có thể như vậy? Hắn không phải là bạn trai của cô sao? Bọn họ không phải người yêu sao? Vì cái gì hắn có thể tuyệt tình, chặt đứt tin tức với cô, không chút nào lưu luyến? Cô không có lúc nào là không nhớ hắn, hắn lại có thể làm như không biết. Một cuộc điện thoại ân cần thăm hỏi cũng không có. Nam nhân cùng cô đã từng yêu thương nhau 3 năm, đến tột cùng là đang ở nơi nào? Cô càng nghĩ càng sợ, căn bản không dám phỏng đoán, hắn không cần cô nữa không, cô sẽ không trốn trong nhà mà khóc, mà phòng đoán tâm tư của hắn. cô phải trực tiếp đến hỏi rõ ràng. cho dù quyết định chia tay cũng nên cấp cho cô một câu công đạo. thư cận sư mở tủ quần áo lấy ra một bộ âu phục rộng thùng thình thay vào. quyết định đến đinh gia tìm hắn. không thể trách cô không có khí phách. đinh Hạo luân ở trong lòng cô, so với bất kỳ cái gì cũng là quan trọng nhất. cô tình nguyện không để ý tôn nghiêm của mình đi tìm hắn cẩn thận hỏi rõ ràng. Cũng không muốn cứ như vậy mà mất đi hắn. Thay quần áo xong, cô đi thang máy, cẩn thận xuống lầu. Cho dù lại nhận lấy thương tâm khổ sở đi chăng nữa, cô cũng không quên mình đã có mang, có bầu. Cô quyết định bảo hộ đứa nhỏ, cho đến lúc bình an hạ sinh. Lần thứ ba đi vào đinh gia, trong lòng cô có trăm mối cảm xúc ngột ngang. Hai lần trước đến nơi này, cuối cùng đều là trẻ lệ rời đi lúc này sẽ còn có đả kích gì đang chờ cô đây. cô vươn bàn tay run run ẩn chuông. người hầu của đinh xa rất nhanh đi ra mở cửa. hơn nữa lập tức thông báo đinh mẫu. cẩn dư. đinh mẫu nghe được người hầu thông báo. lúc thấy cô bà có vẻ rất kinh ngạc. cô ấy đến đây. chẳng lẽ cô ấy không hận hạ luân phụ bạc tình cảm của cô ấy sao? bác gái. thư cẩn dư cúi đầu. cẩn dư cháu là tới tìm Hạo Luân sao?" Đình Mẫu cười khổ hỏi. "Anh ấy ở nhà ạ." À? "Ở nhà? Bất quá." "Làm sao vậy?" "Nó chỉ sợ không có cách nào gặp khách, bởi vì nó lại uống rượu rồi." "Uống rượu?" Thư Cẩn Sư biết hắn không phải cái loại nam nhân ham rượu, trừ phi tâm tình hắn rất loạn, nếu không hắn sẽ không tùy tiện tìm đến rượu, càng không thể làm cho chính mình uống rượu. Đúng vậy Cho nên hắn chỉ sợ Thư Cẩn Sư nhìn Đinh Mẫu nhẹ giọng yêu cầu Bác gái thật ngại quá Nhưng xin bác cho cháu gặp anh ấy Có một số việc Cháu muốn tự mình nói chuyện với anh ấy Cũng tốt Cháu theo ta đến đây Đinh Mẫu than nhẹ một tiếng Để cô vào cửa Xuyên qua đại sảnh trực tiếp đi lên lầu 2 Đến lầu 2 Đinh Mẫu đi đến trước cửa phòng con trai Gõ cửa nói Hạo Luân Cẩn Dư đến này Trong phòng không đáp lại Đinh Mẫu lại hô vài tiếng Bên trong vẫn không có tiếng vang Bà đành phải hô Nếu con không trả lời Mẹ sẽ để cho Cẩn Dư vào Bà mở cái cửa không khóa Nói với Thư Cẩn Dư Cháu vào đi thôi Cảm ơn bác Thư Cẩn Dư tiến vào phòng Đinh Hạo Luân Thiếu chút nữa bị mùi rượu làm chóng váng Mùi rượu nồng nặc Làm cô buồn nôn Cô dùng ngón trỏ ấn cái mũi cẩn thận tránh đi bảy tám bình rượu nằm la liệt trên mặt đất đi thẳng đến cạnh giường đinh hạo luân hạo luân đinh hạo luân tứ chi duỗi thẳng nằm ngửa ở trên giường hai mắt nhắm nghiền không biết là uống rượu đến mức nào mà vẫn đang ngủ hạo luân cô ngồi xổm xuống bên giường ôn nhu kiểm tra bộ dáng của hắn hắn trở nên thật chật vật hai gò má gầy sâu mọc đầy mặt dưới hốc mắt còn có một quầng thâm đen xì dễ dàng nhìn ra được là lâu hắn không ngủ đủ một giấc ngon lành cô thường tiếc vuốt ve gương mặt hắn phát hiện trên mặt hắn động lại một giọt nước đó là mồ hôi hay là giọt lệ cô cũng không biết cô lấy một tờ giấy từ trong ví ra nhẹ nhàng thay hắn lau đi giọt nước mắt khả nghi hạo luân là em em đến đây anh tỉnh dậy đi có được không cô cầm cánh tay hắn dùng sức lay động đinh hạo luân nghe được thanh âm của cô lại cảm giác được một trận choáng váng nhíu mày lầm bẩm vài câu mới từ từ tỉnh hắn mở mắt thấy cô ngồi xổm bên giường lập tức kinh ngạc đứng lên cẩn dư em ở trong này làm cái gì em tới tìm anh cô đứng dậy nói tìm anh đinh hạ luân lười biếng nhìn cô hỏi em tìm anh có chuyện gì thư cẩn dư thống khổ nhắm mắt cảm thấy tâm thật đau chẳng lẽ hắn hoàn toàn không nghĩ đến cô sao Em muốn cùng anh nói chuyện, có liên quan đến chuyện của chúng ta. Em biết tình cảm của chúng ta trong lúc đó. Anh tính làm sao bây giờ? Ngày đó lời nói của anh, em hẳn nghe được, chẳng lẽ em một chút cũng không giận sao? Ngày hôm ấy, sau khi khôi phục bình tĩnh, hắn mới phát hiện cô đã rời đi từ khi nào. Bất quá, bởi vì tâm tình hỗn độn, cho nên hắn cũng không đi tìm cô vốn tưởng rằng cô đời này đại khái sẽ không đi đến tìm hắn nữa. Không nghĩ cô cư nhiên lại đến tìm hắn. Em không tức giận, em chỉ là khổ sở. Cô thống khổ cười, nước mắt sắp tràn mi mà ra. Em không biết ba năm cùng anh kết giao lại chính là người thay thế thuần thuần. Đinh Hạo Luân ai nấy giải thích. Nói em là người thay thế thuần thuần, thật sự hơi quá đáng. Kỳ thật em và thuần thuần cũng không giống nhau lắm chính là cười rộ lên, có điểm rất giống mà thôi. Anh thích thuần thuần, hơn nữa thích bộ dáng khi cô ấy cười. Đêm đó ở quán cà phê, nhìn thấy nụ cười của em, cảm thấy rất giống với thuần thuần. Với lúc đồng học của em thay anh tạo cơ hội, anh liền thuận thế đáp ứng. Kỳ thật, anh không phải thật sự thích em, mà là... Nói ngắn lại là anh thực sự xin lỗi em, anh đã lợi dụng em. Cho dù đã sớm biết hắn không thương cô nhưng nay chính tai nghe được hắn nói như vậy Tâm của Thư Cẩn Sư Vẫn giống như bị đâm một cái Vô cùng đau đớn Vì cái gì Em có điểm nào không tốt Anh vì cái gì Không thể Thử yêu em Thư Cẩn Sư liều mạng cắn môi Muốn nhịn xuống nước mắt Nhưng chúng vẫn không nghe lời Cố tình chảy Nàng không ngừng nói với chính mình Đừng khóc Đừng làm cho hắn nghĩ Người dùng nước mắt lừa gạt lòng thương Em tốt lắm, thật sự. Không thể cùng em đến đầu bạc sang long là tổn thất của anh. Nhưng anh đã yêu thuần thuần nhiều năm như vậy. Thật sự không thể thu hồi tình yêu của mình. Anh cũng từng thử yêu em. Nhưng anh phát hiện kết quả anh còn nghĩ em là cô ấy. Cho nên đã phụ bạc em. Anh thật sự xin lỗi. Thật sự có lỗi. Ý của anh là anh chia tay em. Cô trợn to hai mắt đẫm lệ mở xương, vẫn thấy không rõ gương mặt hắn đó là gương mặt cô yêu sâu đậm nhất. "Phải." Đinh Hạo Luân quay đầu sang hướng khác, quyết tâm nói, "Anh đã thử 3 năm, vẫn là không thể quên Thuần Thuần, cho nên chúng ta chia tay đi. Cho dù anh vĩnh viễn không chiếm được tình yêu của Thuần Thuần, anh vẫn kiên quyết chia tay em. Đúng vậy, anh biết anh làm khổ em rất nhiều, mặc kệ em yêu cầu bồi thường thế nào, anh cũng đều nguyện ý đáp ứng, chỉ cần có thể bù đắp lại cho em." bồi thường bù lại thư cẩn sư thê lương cười ba năm thanh xuân có thể sử dụng cái gì để bù lại bao nhiêu giá trị mới có khả năng mua được tình cảm thuần khiết trong sáng không tỉ vết của em không thể không có cái gì có thể bồi thường thương tổn em phải chịu cho nên xin anh đừng dùng cách nói này để vũ nhục tình cảm của em đinh hạo luân biết chính mình lỡ lời vội vàng nói thực xin lỗi cẩn sư anh không phải cố ý nói như vậy Anh chỉ là Chỉ là muốn nghĩ tốt cho em một chút Không cần Ba năm nay em dùng toàn bộ nhiệt tình kết giao cùng anh Không cần anh trả giá này nọ để bồi thường em Bất quá Em chỉ muốn hỏi anh một chuyện Ba năm nay Anh thật sự vui vẻ sao Đinh Hạ Luân chăm chú nhìn khuôn mặt của cô Rất chân thành, tha thiết, cười nói Rất vui vẻ thời gian ở cùng một chỗ với em, thật sự làm người ta hoài niệm. Tuy rằng anh thường nổi giận, nhưng tất cả đều là bởi vì tính tình anh không tốt, không phải lỗi của em. Tin tưởng anh, em là cô gái tốt, em rất đáng có được một nam nhân yêu em thực lòng. Em hiểu rồi, cảm ơn câu trả lời của anh. Thư Cẩn Sư đôi môi run run, nhắm mắt lại, dung túng để nước mắt mãnh liệt chảy xuống. Tình cảm hai người dây dưa suốt ba năm, suốt cuộc đã đến hồi kết. có những lời này của hắn, cô có thể cam tâm buông tay rồi. Như vậy em phải đi. Từ nay về sau, anh phải chiều cố thân thể mình cho tốt, đừng uống nhiều rượu như vậy. Bác gái sẽ rất lo lắng. Anh biết. Tầm mắt Đinh Hạ Luân yên lặng đào qua mỗi tóc đường cong trên gương mặt cô, giống như đang cố nhớ kỹ. Chúng ta còn có thể là bằng hữu không? Đương nhiên thư cần sư lao đi nước mắt cười với hắn chúng ta vĩnh viễn là bằng hữu vô luận tương lai phát sinh chuyện gì em đều hy vọng anh đạt được hạnh phúc anh cũng vậy chúc em mau chóng tìm được một nam nhân chân chính yêu em không biết vì cái gì hắn cảm thấy thật khó khăn khi nói những lời này có lẽ là hắn rất ích kỷ rõ ràng quyết định chia tay với cô lại không hy vọng cô sẽ có nam nhân nào chiếm được hắn biết rõ một khi cô khôi phục tự do nhất định sẽ có rất nhiều nam nhân xếp hàng theo đuổi hắn nuốt xuống đáy lòng ngụm khí kỳ quái kia vượng cười chúc phúc cho cô cảm ơn anh thư cẩn dư một tia hy vọng cuối cùng mà cô mong chờ hoàn toàn tiêu tan rồi cô lưu luyến nhìn hắn một cái sau đó chậm rãi xoay người rời khỏi phòng hẹn gặp lại người mà em yêu nhất sau khi kết thúc tình cảm với cô tâm tình của đinh hạ luân chẳng những không thoải mái ngược lại càng thêm táo bạo bất an hắn không ngừng ngửa đầu uống rượu rượu tràn sang ngoài môi dọc theo cổ họng chạy tới trước ngực dính ướt cả chiếc áo sơ mi sang trọng rốt cuộc sao lại thế này cần dư đi rồi hắn hẳn là cao hứng nhảy dựng lên mới đúng vì sao lại có loại cảm giác trái tim bị cướp đi chứ hắn uống hết một chai rượu ném cái vỏ rỗng sang bên cạnh ngược lại cầm lên chai rượu khác, mở ra tiếp tục uống. Hắn chỉ nguyện say, không muốn tỉnh. Hạ Luân, con làm cái gì vậy? Đinh Mẫu đi vào phòng ngủ của con, thấy hắn ôm chai rượu liên tiếp uống. Mau! Mau dừng tay, đừng uống nữa! Đinh Mẫu giật chai rượu trên tay hắn, vứt qua một bên, không cho hắn tiếp tục say. Mẹ, nâng cốc với con. Hạo Luân, con rút cuộc là làm sao vậy? con bình thường, ngay cả rượu cũng rất ít uống. Vì cái gì, gần đây cứ như vậy mà uống rượu. Con giúp cuộc đang làm cái gì, con muốn hủy hoại chính mình sao?" Đinh Mẫu hai mắt đẫm lệ hỏi. "Mẹ, con yêu thuần thuần." Hắn dùng cánh tay che khuất hai tròng mắt, thanh âm đau đớn, trên mặt một mảnh bi thương. Hắn thật khổ sở, hắn không xác định chính mình sợ phút này đau lòng là vì cái gì, nhưng hắn nghĩ, nhất định là bởi vì hắn mất đi thuần thuần. Dù sao, hắn yêu cô hai mươi mấy năm. Mẹ biết, nhưng con cũng biết, thuần thuần yêu là cái người Nhật Bản kia. Còn vì cái gì không thể nghĩ thông suốt. Trên đời còn có rất nhiều cô gái tốt. Ví dụ như... Ví dụ như Cẩn Dư. Bà rất thích cô gái kia. Cô gái tốt như Cẩn Dư không có nhiều. Nhưng con trai cố tình không thích người ta. Con nói chính là lợi dụng cô ấy để quên thuần thuần. Cái này chẳng những thuần thuần không chiếm được, ngay cả cần sư cũng bị hắn dọa cho chạy mất. Bà thật sự không biết con trai rốt cuộc nghĩ như thế nào. Cô ấy vì sao không yêu con? Còn có điểm nào không bằng cái người Nhật Bản kia? Hắn thống khổ thì thào. Chuyện tình cảm vốn rất khó nói. Đình mẫu cũng không biết nên khuyên con như thế nào để hắn thông suốt. Đinh Hạo Luân thê lương lắc đầu cười. Có lẽ con thật sự không bằng cái người Nhật Bản kia. Nếu không vì sao hắn mới gặp Thuần Thuần hai tháng ngắn ngủi, Thuần Thuần liền dễ dàng yêu hắn rồi. Mà con với Thuần Thuần có cảm tình hai mươi mấy năm mà vẫn không chiếm được lòng của cô ấy. Trăm ngàn lần đừng nói như vậy, Hạo Luân, con phải biết chính mình có bao nhiêu vĩ đại. Con có bằng nước ngoài hạng nhất, con có năng lực công tác cao siêu cùng thế hệ con, có rất ít người được đến như vậy. Vậy Thuần Thuần, vì sao không thương con? Hắn phẫn nộ. Này, tình yêu không liên quan đến tài năng. Có tài năng không có nghĩa dễ dàng có tình yêu. Tình yêu là từ ý thức chủ quan, cũng không phải nói có là có được, mà năng lực công tác là khách quan, công bằng cho mọi người cùng nhìn thấy. Mẹ đừng nói nữa, dù sao con cũng là một nam nhân vô dụng, ngay cả người con gái mình yêu, con cũng không giữ được. Con có làm gì nên tội đâu, Hạ Luân. Đứa nhỏ bà sinh dưỡng gần 30 năm, mà chưa từng nghe hắn nói những lời nản lòng, nhụt chí đến như vậy, không khỏi khiến bà khiếp sợ. Hạ Luân, con phải tỉnh lại, đứng lên. Trên đời còn có rất nhiều cô gái tốt, người trăm ngàn lần, đừng vì một thuần thuần mà cam chịu. Bà sợ hắn nghĩ quần. Nếu không có được tình yêu của thuần thuần, cho dù có được cả thế giới cũng không có nghĩa gì. Hạo Luân Đình Mẫu lúc này mới hiểu được, con mình yêu có biết bao sâu đậm. Bà ngồi trống hỗn ở bên giường, khẽ vuốt sơ của con, rồi đến hai má gầy yếu lại tiểu tụy. Lòng đau tựa như sao cắt. Hắn là cốt nhục bà mang thai, 9 tháng 10 ngày. Nguyên bản là người trẻ tuổi, tuấn lãng, đầy hứa hẹn. Hiện tại biến thành kẻ thất hồn lạc phách, bộ dáng cam chịu, bảo bà làm sao mà không đau lòng. Bà không khỏi đỏ hốc mắt. Hạo Luân, con bảo mẹ phải làm thế nào để giúp con. Rốt cuộc, mẹ phải làm như thế nào, con mới có thể tỉnh lại để đứng lên. Con muốn thuần thuần. Không có thuần thuần, cho dù còn sống cũng thật không có ý nghĩa. Đinh Mẫu thật sự không đành lòng thấy con tiếp tục xa sút liền nói. Được, mẹ thay con, đưa thuần thuần trở về. Thuần thuần sẽ không trở về. Đinh Hạo Luân trả lời Mẹ có biện pháp Đinh Hạo Luân lúc này mới kinh hỉ ngày dựng lên Mẹ, mẹ làm như thế nào? Con không cần hỏi nhiều Ở nhà chờ tin tức tốt của mẹ Mẹ sẽ đem thuần thuần đưa tới trước mặt con Đinh Mẫu thường tiếc vỗ vỗ hai gò má con Sau đó xoay người rời khỏi phòng Bà biết mình không nên làm như vậy Nhưng vì con bà quyết định là một người mẹ ích kỷ Cho dù bị người thoá mạng bà cũng không hề có nửa câu ăn hận. Cục cưng, uống sữa thôi. Thư Cẩn Sư bưng cốc sữa vừa pha, ngồi trên ghế bành, nhấm nháp ly sữa nóng. Cô thỏa mãn vuốt ve cái bụng hơi nhô ra, giống như có thể cảm nhận được sinh mệnh bé nhỏ bên trong đang hoạt động. Lần cuối cùng nhìn thấy Đinh Hạo Luân, đảo mắt lại đã qua một tháng. Thời gian một tháng này, cô cố gắng tự thuyết phục mình, từ bỏ mọi hy vọng. Không cần có ảo tưởng gì với hắn nữa bắt cô trong khoảng thời gian ngắn phải hoàn toàn quên hắn, xác thực có chút khó khăn. Cho nên cô khóc, cô hận, cô oán nhưng chẳng giúp được gì. Cuộc sống là một chặng đường tài, cả ngày nhớ thương, thống khổ cũng không có biện pháp làm cho chính mình khá hơn. Là một người phụ nữ, bề ngoài nhu nhược, nội tâm kiên cường, vì thế cô vẫn tự nói với mình, đừng suy nghĩ những chuyện làm người ta khổ sở nữa càng ngày bi thương rơi lệ, không bằng đem hy vọng ký thác vào tương lai. Dù sao, cô còn có đứa nhỏ. Đứa nhỏ chính là bảo vật chân quý mà ông trời ban cho cô. Uống sữa xong, cô đang muốn đem cái cốc không vào phòng bếp để rửa, thì tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Kỳ quái, là ai nhỉ? Cô nghi hoặc nhấn đôi mi thanh tú. Buổi tối Quyên Linh cùng Tuyết Lương mới đến tìm cô. Thầy cô mắng tên đinh hạo luân vô tình kia suốt cả đêm. Cũng vừa mới trở về, cho nên hiện tại người đến ấn chuông tuyệt đối không thể là bọn họ. Cô một mình ở Đài Bắc, người quen cũng không nhiều. Nếu không phải Quyên Linh và Tuyết Lương thì sẽ là ai? Tuy rằng cảm thấy hoài nghi, nhưng cô vẫn đặt ly xuống để mở cửa. Bất quá, cô chỉ mở cửa trong, cẩn thận để lại một cánh cổng sắt để ngăn chặn. Khi cô mở cửa, nhìn thấy người đứng đằng sau cánh cổng sắt kia, không khỏi nghi ngờ mà chớp mắt vài cái. Hạo Luân, Cần Dư Hắn đã sửa sang đầu tóc, cạo lại sâu Tuy rằng vẫn có điểm gầy Nhưng trông có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái Thật nhìn, có tinh thần hơn Thật là anh Sao anh lại tới đây Cô cứ tưởng rằng Hắn vĩnh viễn sẽ không đến tìm cô nữa Không nghĩ tới Sau khi chia tay một tháng Hắn lại đột nhiên xuất hiện Em... Gần đây em có khỏe không? Đinh Hạ Luân hỏi có chút không được tự nhiên Tốt lắm, còn anh? Anh có muốn vào ngồi một chút không? Cô định mở cửa sắt cho hắn đi vào, nhưng lại bị hắn cự tuyệt. Không cần, anh chỉ tới thăm em chút, thuận tiện nói cho em một chuyện. Đã khuya rồi, anh không vào đâu. Hắn có cảm giác kỳ lạ, chỉ cần vào phòng của cô, hắn nhất định sẽ không muốn rời xa như tình ấy. Cho nên, thay đổi quyết định ban đầu mà hắn nghĩ thay đổi quyết định là tốt. Anh muốn cho em biết chuyện gì? Thư Cẩn Sư cảm thấy tò mò. Bọn họ không phải đã chia tay rồi sao? Còn có chuyện gì đáng để hắn nửa đêm chạy tới nói cho cô? Chẳng lẽ? Cô thật sự cao hứng, trái tim đang tĩnh mịch lại lần nữa đập loạn nhịp. Đêm khuya, hắn đột nhiên chạy tới tìm cô. Suốt cuộc là có chuyện gì? Cẩn Sư, anh đến nói cho em một chuyện. Là anh sắp kết hôn rồi. Trái tim Thư Cẩn Sư vừa mới đập mãnh liệt lại lần nữa yên lặng. Thật sự Chúc mừng Cô dâu là thuần thuần sao Cô cố gắng lộ ra khuôn mặt tươi cười Không muốn cho hắn biết chuyện này đối với cô Vẫn có lực sát thương Tình nhân cũ sắp kết hôn Cô dâu không phải cô Chợt nghe tin tức như vậy Dù cho người nghe là ai Đều cảm thấy khổ sở Đúng vậy Đình Hạ Luân cẩn thận xem xét Biểu tình trên khuôn mặt cô Muốn tìm ra một tia khác thường Nhưng cô biểu hiện rất khá Hắn cái gì cũng tìm không ra, chỉ thấy một gương mặt tươi cười. Thuần Thuần cô ấy đồng ý gả cho anh rồi. Ở trong ấn tượng của cô, Thuần Thuần dường như đã có ý chung nhân. Hắn chưa nói, mẹ hắn vì làm cho hắn tỉnh lại đứng lên, không tiếc dùng áp lực của người thân đi cầu xin Thuần Thuần đồng ý hôn sự này, cuối cùng thậm chí không tiếc phải quỳ xuống, khiến Thuần Thuần không thể không thỏa hiệp. Hắn biết, vì sự ích kỳ của hắn Hắn làm cho hai người con gái không hạnh phúc, nhưng hắn không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn thầm nghĩ, giấc mộng suốt hai mươi mấy năm qua sắp hoàn thành, cưới Tuần thuần mà hắn yêu thương làm vợ. Vậy thật sự là chúc mừng. Hôn lễ thì khi nào cử hành? Trái tim cô rõ ràng đang xỉ máu, lại vẫn giả bộ không chút nào để ý, bày khuôn mặt tươi cười, thật sự rất khổ. Thứ bảy tuần này, hôn lễ cử hành ở biệt thự Đinh gia. Em... em có việc không thể đi Tiền biếu em sẽ nhờ người đưa qua Anh không phải đến để hỏi tiền mừng Đinh Hạo Luân đột nhiên giống to Một khắc kia hắn thật sự tức giận Nhưng hỏi hắn vì cái gì mà giận Hắn lại không biết nói sao Đối mặt tình nhân cũ sắp kết hôn Người bình thường không phải hắn là sẽ có phản ứng đặc biệt sao Ví dụ như tức giận, phẫn nộ hay ghen tị hắn thậm chí tình nguyện bị cô chửi ầm lên, nói hắn phụ lòng. Chứ biểu tình giống như thế này của cô, kẻ không rõ mọi việc, còn tưởng người sắp kết hôn là bạn bè tốt của cô, chứ không phải bạn trai đã kết sao 3 năm. Thực xin lỗi, biết chính mình làm hắn mất hứng, Thư Cẩn Sư theo thói quen lập tức giải thích. Em biết, anh không phải người để ý tiền tài vật chất, em chỉ không biết nói lời chúc phúc của em như thế nào. Thực ra, Cô không phải muốn tươi cười chúc phúc cho hắn, mà là khóc lóc cầu xin hắn đừng rời xa cô. Nhưng tự tôn của cô đã chịu đựng quá nhiều thương tổn, không cho phép cô lại một lần nữa không để ý đến tôn nghiêm mà mở miệng khẩn cầu. Kỳ thật em không cần cho anh quà chúc phúc, là anh thiếu em nhiều lắm. Khoan dung của cô làm hắn xấu hổ. Chuyện tình cảm vốn không thể nói đến hai chữ công bằng, không có công bằng, tự nhiên sẽ không có ai thua thiệt ai em có thể không cần để ý đến những việc như vậy không nếu em đánh mắng anh một chút anh sẽ thấy tốt hơn em cứ thế anh thật sự rất khó chịu anh cũng biết em sẽ không mắng chửi người bất quá em có thể cam đoan với anh nhất định sẽ cố gắng chăm sóc tốt bản thân anh thật sự không cần lo lắng cần dư hốc mắt đinh hạ luân không khỏi đỏ lên hắn có tài đức gì mà có thể quen biết với một cô gái tốt như vậy mà hắn thế nhưng hắn lại vì một người khác mà ruồng bỏ cô. Có khi ngẫm lại, ngay cả chính hắn cũng không thể tưởng tượng nổi. Hắn đột nhiên bắt đầu hoài nghi, tình yêu hắn dành cho Thuần Thuần có thật sự sâu sắc. Sâu sắc đến nỗi, hắn có thể từ bỏ một cô gái tốt như Cần Dư. Hắn vội vàng lắc đầu, không muốn lại có suy nghĩ sâu xa về vấn đề này. Hắn suy nghĩ cái gì? Nhất định là hội chứng trước hôn nhân. Thuần Thuần là người hắn yêu cả đời, có thể cùng cô kết hôn hắn đương nhiên thật cao hứng làm sao có thể có loại ý tưởng kỳ quái này hạ luân mong anh đáp ứng với em chiều cố thuần thuần thật tốt làm cho cô ấy hạnh phúc đồng thời cũng làm cho chính mình vui vẻ tính tình của anh không tốt lắm thời điểm cùng thuần thuần có tranh chấp phải cố gắng làm cho cô ấy cô đột nhiên lắc đầu cười khổ mà nói thực xin lỗi em suy nghĩ quá nhiều anh yêu thương thuần thuần như vậy đương nhiên không có khả năng cùng cô ấy phát sinh tranh chấp. Cho dù có, anh cũng sẽ làm cho cô ấy vui. Cẩn dư Đinh Hạo Luân cảm động cúi thấp đầu. Đã khuya rồi, anh và em đều nên nghỉ ngơi. Hạo Luân, hẹn gặp lại. Cô mỉm cười hướng hắn nói lời từ biệt, sau đó chậm rãi đóng cửa lại. Hẹn gặp lại em, Cẩn dư Ánh mắt hắn chặt chẽ khóa trụ gương mặt đang dần dần biến mất của cô tựa hồ muốn ghi tạc dung nhan của cô trong lòng. Khi cửa gỗ hoàn toàn khép kín, hắn nghĩ đến việc không thể nhìn thấy dung nhan quen thuộc liền trở nên kích động, rất muốn lập tức xông lên phía trước phá tan cánh cửa. Nhưng hắn cũng biết, hắn không thể làm như vậy. Vài ngày tới, hắn sẽ cưới Thuần Thuần. Có được Thuần Thuần là giấc mộng lớn nhất đời của hắn. Hắn không thể buông tha. Mắng hắn ích kỷ, bạc hạnh cũng tốt, gian ngoan xảo quyệt cũng được hắn chính là cố ý cưới thuần thuần làm vợ. Hắn kiên trì thực hiện tâm nguyện nhiều năm của mình. Về phần cần dư, hắn chỉ có thể nói xin lỗi cô. Đinh Hạ Luân quay đầu trốn tránh, nhanh chóng rời chỗ ở của cô. Còn ở phía sau cánh cửa, Thư Cẩn Dư thân thể gầy yếu vô lực, theo cánh cửa từ từ trượt xuống. Nước mắt sớm đã thấm ướt gương mặt cô. Ngày hôm nay, tại biệt thự Đinh Gia vô cùng náo nhiệt bởi vì con trai độc nhất Đinh Hạo Luân của vợ chồng Đinh Thị sắp thành hôn. Đinh Mẫu vì ngày lành hôm nay mời riêng chuyên gia trang trí rất nhiều hoa tươi rực rỡ, bóng bay cùng băng rôn màu hồng trên hì trướng viết bốn chữ to. Đinh Tề đám hỏi. Thư Cần Dư dựng taxi ở đường lớn gần biệt thự Đinh Tha, vuốt nhẹ mái tóc dài bị gió làm rối, sau đó cẩn thận từng bước nhỏ đi tới tòa nhà kiến trúc quen thuộc. Cô cúi đầu bước vào cửa lớn của biệt thự cố ý tránh đám người náo nhiệt, sợ bị người khác nhận ra. Cô nhìn bốn chữ to dán ngay trước cửa, thoáng tạm dừng vài giây. Sau đó, đau đớn rời tầm mắt, tiếp tục đi đến cửa vào. Hỏi cô là đến làm náo loạn, phá hư hôn lễ này, hay là trong túi ra chứa xăng cùng cái bật lửa, chuẩn bị đến tính sổ. Cũng không phải, ý đồ của cô rất đơn giản. Thầm nghĩ, thừa dịp trước khi nghi thức kết hôn bắt đầu, vụng trộm ngắm nhìn người bạn trai cũ đời này vô duyên vô phận một chút cô muốn tận mắt xem hắn trở thành chú rể thì trông sẽ đẹp trai tuấn giật đến thế nào tuy rằng hắn gạt bỏ cô nhưng kỳ quái là cô cũng không hận hắn cô biết hắn không phải một kẻ phụ bạc vô tình ngược lại lại là một nam nhân thâm tình nguyên nhân vì thâm tình cho nên hắn không thể yêu cô người hắn yêu thương hai mươi mấy năm là em gái không cùng huyết thống thuần thuần hắn chưa từng quên hay nghi ngờ tình yêu hắn dành cho Thuần Thuần. Trong lòng tưởng tượng nhớ nhớ chỉ một người, Thủy chung chỉ có cô ấy. Nam nhân thâm tình như vậy, cô có thể trách hắn phụ lòng sao? Hắn miễn cưỡng chính mình cùng cô kết giao 3 năm, cuối cùng vẫn theo lựa chọn ban đầu của mình, trở về bên người con gái hắn yêu thương. Hắn đâu có sai. Cô đương nhiên ghen tị vì Thuần Thuần không cần tốn nhiều sức, có thể có được hạnh phúc mà cô vĩnh viễn không chạm đến được. Nhưng cô ngoại trừ cảm thán trời xanh không công bằng, cũng không oán hận. Hôn lễ hẳn là sắp cử hành rồi chứ. Cô cúi đầu nhìn đồng hồ, qua 5 phút đồng hồ nữa, người cô yêu sẽ thuộc về nữ nhân khác. Mắt thấy thời gian cử hành hôn lễ sắp đến, chú rể chắc đã chuẩn bị tốt. Cô đứng ở lối vào trang trí hoa tươi xa xỉ, chờ đợi thân ảnh Đinh Hạo Luân xuất hiện. "Tiểu thư, tới tham gia hôn lễ sao? Xin hỏi, cô là thân hữu nhà trai hay nhà gái?" Cô gái đứng đón khách ở cửa phát hiện cô, trên mặt nở nụ cười tiến lên hỏi. "Tôi là?" Cô cụp nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói, "Tôi là bằng hữu của cô Dâu." Cô không muốn mang đến phức tạp cho Đinh Hạo Luân. "Cô là bằng hữu của Thuần Thuần, mời cô vào bên trong, bên trong sẽ có người chỉ cho cô chỗ ngồi." Vị tiểu thư kia vội bày ra tư thế tiếp đón, mời cô vào trong nhà. "Cảm ơn cô. Tôi chờ một lát rồi sẽ vào." thư cần dư nói nhưng cũng không tính tiến vào cô thầm nghĩ liếc hắn một cái là tốt rồi chỉ cần thấy người cô muốn gặp lập tức cô sẽ rời đi cô chưa bao giờ nghĩ sẽ xem toàn bộ hành trình hôn lễ nhưng lúc này một thân ảnh lo lắng bỗng nhiên điên cuồng quát xuống lầu giống hệt như đầu tàu lao tới không để ý ánh mắt kinh ngạc của mọi người hô to cần dư cần dư cô đến đây hắn biết Vừa rồi hắn từ cửa sổ lầu 2 thấy cô rồi. Thư Cẩn Dư trong lòng chấn động. Nhận ra đó là Đinh Hạo Luân. Hắn như thế nào chạy đến? Cô lộ ra nụ cười, trực giác muốn nhìn hắn. Nhưng lý trí đúng lúc nhắc nhở. Hắn sắp kết hôn, cô không thể lại gặp mặt hắn. Trái tim cô đau nhói, khó nhịn bi thương xoay người chạy ra khỏi biệt thự Đinh gia Cẩn Dư, đừng đi! Hạo Luân thấy cô, hắn nhanh chóng xông lên phía trước muốn giữ lấy tay cô, không cho cô thoát, nhưng có một bàn tay nắm lấy tay áo hắn, ngăn trở hắn. Hạo Luân, đó là cậu của Đinh Hạo Luân. Cẩn sư, Đinh Hạo Luân gào thét muốn đuổi theo, nhưng bàn tay lôi kéo hắn thủy chung không chịu buông ra. Hạo Luân, sắp cử hành hôn lễ rồi, cháu muốn đi đâu? Cậu Đinh Hạo Luân giữ chặt hắn, có chút bất mãn hỏi. Cậu, cháu Đinh Hạo Luân xấu hổ nhìn cậu, biết chính mình không nên ở giữa hôn lễ, truy đuổi thân ảnh của một nữ nhân. Khi hắn quay đầu lại nhìn vào phía bên trong, bóng dáng thư cẩn sư đã biến mất. Tim hắn đập mạnh và loạn nhịp, đứng thẳng tại chỗ hồi lâu, ngay cả cậu buông hắn khi nào, hắn cũng không biết. Tại sao tim hắn lại có loại cảm giác hư không này? Giống như phá một cái động lớn, lấp thế nào cũng không đầy. Hắn vẫn nghĩ những hư không tịnh mịch này là vì còn chưa kết hôn với Thuần Thuần, cho nên hắn cố ý xem nhẹ nó, làm bộ không có nó tồn tại. Nay hôn lễ sắp cử hành, vì sao lại cảm giác trống rỗng này không những không giảm, ngược lại còn tăng? Chẳng lẽ người hắn yêu chân chính không phải Thuần Thuần? Hắn có phải nghĩ sai cái gì chăng? Đinh Hạo Luân nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Thời khắc sai lầm thiếu chút nữa tạo thành, hắn mới phát hiện chính mình sai lầm rồi. Hắn 10 phần sai, sai thái quá. Hắn đột nhiên ngửa đầu cười to, tiếng cười mang theo thống khổ, tự trách cùng trầm trọng. Uổng phí, hắn đã sống hơn 30 năm, ngay cả người mình yêu thương cũng không rõ ràng. Thần Hữu bên cạnh nghĩ, hắn sắp cưới vợ nên cao hứng, mới có thể làm ra hành động thất thường như thế. Chỉ có hắn biết, hắn vô cùng may mắn, kịp lúc vãn hồi cái cọc hôn nhân sai lầm này. Cảm ơn trời đất, trước lúc sai lầm tạo thành, hắn đúng lúc tỉnh ngộ, không tạo ra những thương tổn lớn hơn nữa cảm ơn trời đất Hắn còn có cơ hội vãn hồi hết thảy Dùng tuổi già bù lại cho cô gái nhỏ Đã vì hắn mà nhận đủ mọi khổ sở Đình Hạ Luân lộ vẻ mặt mỉm cười Kiên định xoay người đi vào tân phòng chật ních Hắn biết chính mình nên làm như thế nào rồi Hắn nên trở về Thư Cần Sư lặng lẽ Ló ra từ một chỗ bí ẩn Nhìn theo bóng sáng cao ngất của hắn trở về biệt thự Hồn lễ hắn là sắp cử hành rồi Cô vỗ về bụng mình Đau khổ cười Đứa nhỏ Bà con cùng với dì khác kết hôn rồi Từ nay về sau Chỉ còn mẹ con chúng ta Sống nương tựa lẫn nhau thôi Không thể cho con người cha Con có hận mẹ không Ba tháng sau Thư Cẩn Sư đi vào văn phòng Kéo ghế dựa ra Đỡ lấy cái bụng tròn cẩn thận ngồi xuống Cô đã bước vào tháng thứ 6 của thai kỳ Ba tháng trước Cô rời khỏi miền Bắc Đi tới Tân Trúc một lần nữa bắt đầu lại cuộc sống hiện đang là nhân viên kế toán của một công ty cần dư chào buổi sáng nhóm đồng nghiệp của cô lục đục tới công ty một ngày công tác bận rộn sắp bắt đầu chào buổi sáng mọi người tổng giám đốc công ty kinh doanh hưng đạt lục khải đạt đi vào văn phòng thân thiết chào tổng giám đốc chào buổi sáng mọi người đứng lên cùng chào hỏi mọi người mời ngồi Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với mọi người một vị bằng hữu. Hắn là đồng học của tôi khi đi du học ở nước ngoài. Có hai bằng thạc sĩ tài chính và kinh tế. Chẳng những học được kiến thức uyên bác, hơn nữa kinh nghiệm thực tế rất phong phú. Tôi đã mời riêng hắn đến công ty để hỗ trợ một thời gian. Tôi tin tưởng công ty có hắn gia nhập trợ giúp, nhất định có thể đưa Hưng Đạt lên đỉnh cao. Thư Cần Sư nghĩ đến người từ nước ngoài du học trở về là hai bằng thạc sĩ tài chính và kinh tế bối cảnh của người này với người kia mà cô quen biết cũng thật giống nhau. Vị quân sư này tên gọi đầy đủ là Đinh Hạo Luân. Từ hôm nay trở đi, đảm nhiệm vị trí trợ lý đặc biệt của tôi. Mời mọi người vỗ tay, hoan nghênh hắn. Đinh Hạo Luân Thư Cẩn Sư tuy rằng đang mang thai, động tác vẫn rất nhanh chóng đứng lên khiến cho chiếc ghế rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang lớn. Văn phòng vốn đang tràn ngập tiếng nói chuyện cùng vỗ tay, nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ mọi người trừng mắt lớn nhìn cô, nghĩ đến cô có chỗ bất kính. Nhưng mà Thư Cẩn Sư hoàn toàn không nghĩ tới. Cô mở to hai mắt tràn đầy khiếp sợ, nhìn chăm chăm người đàn ông Tuấn Lãng đang mỉm cười, đứng sừng sững trước mặt. Thật là hắn, người yêu cũ của cô, Đinh Hạo Luân. Vị tiểu thư này sao lại nhìn tôi như vậy? Bị con gái nhìn chăm chăm như vậy, tôi có rất nhiều kinh nghiệm. Nhưng bị phụ nữ có thai, nhìn chăm chăm như vậy, vẫn là lần đầu tiên độ cong trên môi đinh hạ luân càng thêm lớn tư thái thoải mái thoạt nhìn có chút hương vị bất cần đời khiến các cô gái chưa kết hôn từ bốn phía đều hít một ngụm không khí lộ ra biểu tình si mê vị trợ lý mới của tổng giám đốc này thực sự đẹp trai tôi tôi không có thư cần sư vượt hẹn vừa bối rối hận không thể kiếm một cái động để trốn vào hắn như thế nào có thể đem cô ra đùa giỡn như vậy hơi quá đáng đinh Hạo luân thoải mái tươi cười nhưng tầm mắt lại chuyên chú nhìn thẳng vào cô, trong mắt chứa đựng tình cảm nóng bỏng, làm cho thư Cần Dư phải quay đầu trốn tránh. Bọn họ đã chia tay, mà hắn cũng đã cưới người khác rồi, hắn còn đến nơi này làm cái gì? Người khác thì không biết, còn cô thì nắm rõ sự thật. Hắn là đại thiếu gia của công ty kinh doanh Trần Tinh, gia cảnh giàu có, hắn căn bản không cần đến làm trợ lý của người khác, hắn tới nơi này nhất định có ý đồ. Chẳng lẽ hắn biết cô mang thai? cho nên cô ý đến, muốn tìm cơ hội cướp đi đứa nhỏ của cô. Không, cô ôm chặt cái bụng tròn của mình, cắn răng thề. Hắn đừng có mơ cướp đi bảo bối duy nhất trong tay cô, cô tuyệt đối không cho phép. Ha ha, đình trợ lý, đừng tùy tiện khi dễ phụ nữ có thai, cẩn thận không thiên lôi đánh xuống đấy. Lục Hải Đạt cười chiêu nói. Đình trợ lý, tôi là quản lý phòng tài vụ, tên là Cùng Thục Nghiên. Muốn hỏi, đình trợ lý anh đã kết hôn chưa? Quản lý tài vụ cùng Thục Nghiên, phong tình vạn trùng đứng lên, dùng tiếng nói mê người dịu dàng hỏi. Xong rồi, nghiện quá phụ đen, lại có con mồi mới rồi. Tôi đoán, đình trợ lý tám phần sẽ kiệt sức mà chết. Phía dưới mọi người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Người đẹp nhất trong phòng tài vụ, thường xuyên khoe khoang phong tình, chính là cùng Thục Nghiên. Cô ta từng có một cuộc hôn nhân, nghe nói là yêu đương vụng trộm, bị chồng bắt được, liền khởi tố xin ly hôn. Không ngờ sau khi ly hôn, cô ta chẳng những không sửa chữa cái bản tính xâm đãng của mình. Ngược lại, càng thêm không kiêng nể mà câu dẫn khách hàng hay nam nhân trong công ty. Cô ta thích mặc quần áo màu đen, cho rằng như vậy mới gợi cảm nhất. Bởi vậy mọi người đều vụng trộm gọi là nghiện quá phụ đen. Cùng quản lý nghĩ thế nào? Đinh Hạo Luân cười mà như không, đem vấn đề trả lại cho cô ta. Tôi nghĩ Đinh đặc trợ trẻ tuổi đầy hứa hẹn, hẳn là còn chưa kết hôn. Ánh mắt câu hồn của cùng thục nghiên không ngừng hướng hắn phóng điện. Đinh Hạo Luân lại tựa như vật cách điện, không chút ảnh hưởng. Nếu cùng quản lý cho rằng như vậy, thì hẳn là như vậy. Các vị đồng nghiệp còn có vấn đề nào muốn hỏi tôi nữa không? Còn người hắn quét một vòng khắp trong văn phòng, cuối cùng dừng lại ở trên người Thư Cẩn Dư. Thư Cẩn Dư thấy hắn không chút nào che giấu, nhìn chăm chăm chính mình, vô cùng xấu hổ, liền ném ra một câu hỏi đơn giản. Xin hỏi Đinh trợ lý Anh sẽ ở công ty bao lâu Câu hỏi lớn mật không khách khí của cô Hại đồng sự bên cạnh một trận kinh hô Bình thường thấy Cẩn Dư Cử chỉ ôn hòa Hôm nay thế nào mà nói chuyện lại sắc bén như vậy Mọi người đừng kích động Đó là một vấn đề hay Tôi ở lại đây xác thực không có khả năng quá lâu. Đợi cho đến khi tôi xử lý xong mọi chuyện, sẽ trở về Đài Bắc. Tôi nghĩ đại khái sẽ ở đây khoảng 4 đến 6 tháng. Đinh Hạo Luân nhướng mi, nhìn Thư Cẩn Sư cười, Sống như đang hỏi cô. Câu trả lời này, em vừa lòng chứ? Thư Cẩn Sư cứng ngắc quay đầu, không để cho nụ cười đẹp đẽ của hắn ảnh hưởng đến cảm xúc của mình. Bọn họ đã chia tay, mỗi người có một con đường riêng, sớm đã không thể đi chung. Lục Hải Đạt cười ha ha nói. Tốt lắm, mọi người đều có quyền lên tướng. Tin tưởng về sau, nhất định sẽ hợp tác tốt. Tôi thấy hôm nay tạm thời nói tới đây thôi. Nếu mọi người không còn việc gì hỏi, có thể đi làm việc rồi. Vâng, mọi người một trận ồn ào đều tự trở về với cương vị công tác. Lục Khải Đạt vỗ vỗ vài Đinh hạo luân nói. Đi, đến văn phòng của tôi đã. Đã lâu không gặp rồi. Tôi có thật nhiều chuyện muốn nói cùng anh. Được. Đinh Hạo Luân quay đầu nhìn Thư Cẩn Sư đầy thâm ý sâu xa, rồi mới xoay người đi theo Lục Khải Đạt. Thấy hắn đột nhiên xuất hiện, Thư Cẩn Sư trong lòng vô cùng bất an. Cô không biết những ngày kế tiếp Còn có thể có chuyện kinh người gì nữa phát sinh Hạo lần này Tôi xem rồi lại xem Vẫn không đoán ra người trong lòng mà anh muốn theo đuổi Rốt cuộc là ai Trở lại văn phòng Lục Khải Đạt lắc đầu thử dài nói Nhân viên của mình hắn nắm rất rõ ràng Nhưng phóng mắt nhìn lại Nữ viên chức trong văn phòng vừa nãy Phần lớn tướng mạo bình thường Gương mặt được nhất cũng chỉ có quản lý phòng tài vụ Cùng Thục Nghiên Cùng người đặt câu hỏi không khách khí vừa rồi Thư Cần Dư Bất quá, cùng thụng nghiên là nữ cường nhân đã ly hôn, mà Thư Cẩn Dư là phụ nữ có thai. Mà kệ thấy thế nào, bọn họ cũng không có khả năng liên quan đến người bạn học vĩ đại của hắn. Như vậy trước đây, Hạo Luân nói với hắn, cô gái trong tim Hạo Luân, rút cuộc là ai? Sự quan sát của cậu, tệ đi rồi. Đinh Hạo Luân ngồi xuống văn phòng Lục Khải Đạt. Một đôi mắt thăm dò thỉnh thoảng xuyên thấu qua khe hở cửa chấp. Quan sát thân ảnh, làm hắn vướng bận ở bên ngoài kia cô ấy mập hơn là vì trong bụng có đứa nhỏ sao? Nhớ tới thân thể của cô đang mang đứa nhỏ của hắn, hốc mắt hắn đều nhịn không được từng trận nóng lên. Nếu ngày đó hắn cử hành hôn lễ mà không tỉnh ngộ đúng lúc, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi mẹ con bọn họ. Lục Khải Đạt phát hiện ánh mắt Đinh Hạo Luân nhìn chăm chăm ngoài cửa chấp. Hắn đi đến phía sau, theo tầm mắt bạn mình nhìn ra, rõ ràng là thư cẩn sư bụng bầu. Không thể nào, người anh thích là cô ấy Nhưng cô ấy đang mang thai Lục Khải Đạt bỗng nhiên có chút hiểu Không phải đứa nhỏ trong bụng cô ấy là của cậu đấy chứ Cậu cuối cùng cũng thông minh trở lại rồi Đinh Hạo Luân nửa quay đầu cho hắn một nụ cười trào phúng Kẻ ngu xuẩn cuối cùng cũng thông suốt Lão Huynh, tay chân anh khi nào thì trở nên nhanh như vậy Lục Khải Đạt đẩy Đinh Hạo Luân một cái Ôi trời, bạn học cũ của hắn sắp làm bố rồi Cẩn Dư là bạn gái của tôi Chúng tôi đã kết giao rất nhiều năm Có đứa nhỏ cũng không kỳ quái Thì ra là thế Được, xét đến sau tình nhiều năm của chúng ta Tôi nhất định sẽ hết sức giúp anh Vãn hồi trái tim của ấy Lục Khải Đạt vỗ ngực nói Cảm ơn cậu Khải Đạt Đinh Hạo Luân nhiệt tình nở nụ cười Tin tưởng có vị bạn học cũ Lục Khải Đạt này tương trợ Tuyệt đối giúp ích không ít nữ nhân hắn yêu thương rất nhanh sẽ lại trở lại trong lòng hắn thôi. Buổi sáng ngày hôm sau, Thư Cẩn Sư ôm cái bụng bầu 6 tháng, đi ra khỏi nhà, cẩn thận tiến vào thang máy. Vì an toàn của đứa nhỏ trong bụng, lúc thuê nhà riêng, cô lựa chọn nhà trọ có thang máy. Chị e khi xuống lầu phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, tạo thành tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời cô. Chào buổi sáng, Cô đi ra thang máy, nhìn thấy người bảo vệ ở đại sảnh lầu 1, liền cười tùm tìm chào hỏi với hắn. Chào buổi sáng, thư tiểu thư. Sắp đi làm rồi sao? Bảo vệ biết cô chưa kết hôn đã mang thai, nhưng không có nửa điểm khinh thường. Phụ nữ thân thiện hiền lành như cô, cho dù chưa kết hôn đã có bầu, cũng không tổn hại đến khí chất của cô. Đúng vậy. Cô cười rồi đi đến bãi độ xe, chuẩn bị lấy xe máy đi làm. Nhưng rất kỳ quái, xe máy của cô không thấy rồi. Cô nghĩ chính mình sơ sót không tìm kỹ Cho nên tìm lại một lần nữa Vẫn không thấy xe máy của cô Nguy rồi Có thể bị trộm lấy mất rồi hay không Cô chạy nhanh về phòng bảo vệ Nói cho bảo vệ trong cửa biết chuyện này Cái gì Xe máy không thấy đâu Người bảo vệ chạy thật nhanh ra Thật sự không thấy đâu Làm sao bây giờ tôi vội đi làm Anh xem có nên báo nguy trước hay không Không cần Người bảo vệ đột nhiên la lớn Giống như thật khẩn trương Thư Cẩn Sư giật mình nhìn bảo vệ. Tôi là nói, việc này để tôi xử lý là tốt rồi, cô đi làm trước đi. Nhưng mà tôi không có xe để đi làm. Mắt thấy thời gian đi làm cũng sắp đến, nhưng cô không có phương tiện giao thông, có thể đến công ty, vậy phải làm sao bây giờ? Bảo vệ thấy cô khẩn trương như vậy liền hỏi, cô hẳn là biết lái xe chứ? Như vậy tốt lắm, nơi này có một chiếc xe, hiện tại cô dùng tạm đi. Chiếc xe màu đỏ kia kìa để ở phía ngoài xã khu đó cô ra xem thử hắn lấy từ trong túi tiền ra một chuỗi chìa khóa giao cho cô điều này cũng được sao tôi không thể tùy tiện dùng xe của anh cô không chịu nhận huống hồ đây không phải là kế lâu dài cô vẫn cần nhất là một công cụ cố định để thay đi bộ cô không cần cảm thấy ngượng ngùng kỳ thật chiếc xe này cũng không phải của tôi mà sở hữu của toàn bộ mọi người trong xã khu chỉ cần là các hộ gia đình trong xã khu đều có thể sử dụng. Toàn bộ xã khu cùng sở hữu. Thư Cẩn Sư chưa từng nghe qua loại sự tình này. Đúng vậy, lúc trước khi xã khu thành lập, các hộ gia đình liền đề nghị mọi người góp tiền mua một chiếc xe. Nếu có người nào có nhu cầu cấp bách dùng xe là có thể mượn chiếc xe này. Nhưng mà bởi vì tình trạng kinh tế hiện tại của mọi người cũng không khó khăn. Mỗi nhà đều có xe cho nên chiếc xe kia chẳng khác nào bỏ xó không cần hiện tại cô đã cần thì cứ an tâm mà sử dụng đi như vậy chiếc xe kia có người dùng cô cũng không tốn tiền mua xe mới có phải nhất cử lưỡng tiện hay không thật là như vậy sao vậy cảm ơn anh thư cần sư hiện tại mới phát hiện vị bảo vệ này thật đúng là có khả năng nói tốt ngay cả cô đã cự tuyệt cũng không biết xấu hổ mà nhận tiếp nhận chìa khóa người bảo vệ đưa đi đến phía ngoài xã khu vừa thấy xe cô thoáng chốc kinh ngạc nói không ra lời Bác bảo vệ Các hộ gia đình hợp lại mua xe Là xe Audi sao Loại xe nhập khẩu này không phải rất mắc sao Cô vô luận thế nào Cũng không cảm thấy chiếc xe kia Đã có lịch sử lâu dài Không sai Cô đừng nghĩ chiếc xe này quý Kỳ thật là có người quen mua Cho nên có vẻ tiện nghi Hơn nữa có sửa sang qua rất nhiều lần Nếu không căn bản đã cũ Không thể nhìn Thật vậy sao Thư Cẩn Sư vẫn là có điểm hoài nghi. Cô nhớ rõ, trên tạp chí, nhìn đến khoản giới thiệu xe này, đây rõ ràng được đưa ra thị trường không lâu mà. Đúng vậy, cô không phải sắp muộn giờ sao? Nhanh đi, đến muộn là không tốt đâu. Vậy, được rồi. Cô so với bình thường đã chậm trễ tận 20 phút. Mắt thấy thời gian đi làm ngày càng gần, Thư Cẩn Sư chỉ có thể chạy nhanh tới chiếc xe kia, tới công ty trước rồi nói sau. Sau khi cô lái xe rời đi, một thân ảnh tuấn giật cao ngất từ chỗ ẩn nấp đi xa, chăm chú nhìn chiếc xe đang dần đi xa. Đinh tiên sinh, người bảo vệ đi đến bên cạnh hắn, báo cáo với hắn. Tôi đã dựa theo phân phó của ngài, xe người đem xe máy của thư tiểu thư trở đi. Mặt khác, ô tô cũng thuận lợi chuyển giao cho cô ấy rồi. Tôi đã nhìn thấy, cảm ơn anh. Đinh Hạo Luân lấy ra một cọc tiền mặt sao cho hắn. Đây là thủ lao của anh. Không cần, tôi giúp anh chiếu cố, không phải vì tiền bạc, mà vì biết anh làm như vậy, tất cả đều tốt cho thư tiểu thư. Cô ấy là cô gái tốt, cần được người hào hảo thương yêu. Tôi nghĩ đứa nhỏ trong bụng cô ấy hẳn là của anh. Đúng vậy, Đinh Hạo Luân hoàn toàn không phủ nhận. Vậy anh nên nhanh đón cô ấy về nhà, đừng để cô ấy một mình ở nơi này. Còn mỗi ngày cứ phải mang thai đi làm, như vậy thực vất vả. Người bảo vệ có ý tốt khuyên nhủ. Tôi biết, nhưng chúng tôi trong lúc đó đã xảy ra một việc. Tôi sợ cô ấy còn không chịu tha thứ cho tôi, cho nên muốn chờ tâm tình của cô ấy bình tĩnh một chút mới bồi tội với cô ấy. Hắn sợ gặp phải lời cự tuyệt của cô làm hắn thống khổ. Vậy anh cần phải mau một chút, người lớn có thể chờ, nhưng đứa nhỏ trong bụng không thể chờ đâu. Tôi sẽ lưu ý, cảm ơn anh." Đinh Hạo Luân lại nói lời cảm tạ, xoay người đi đến chiếc xe của mình. Hắn muốn dùng phương pháp của riêng mình truy hồi lại lòng của cô. Tuy rằng buổi sáng đến công ty, đúng lúc tiếng chuông bắt đầu giờ làm, nhưng tâm tình thư cẩn sư cũng không tốt, cả ngày đều dầu dĩ không vui. Bởi vì cô cảm thấy có một ánh mắt, bất kỳ thời khắc nào, ở vị trí nào cũng chăm chú nhìn cô. Trừ phi cô không có cảm giác, nếu không như thế nào lại không biết người kia là ai. Không biết có phải cố ý an bài hay không, mà văn phòng hắn cách vách ngay tại văn phòng kế toán hai gian văn phòng chỉ cách một cái cửa sổ thủy tinh tuy có cửa chớp cách trở tầm mắt nhưng thư cẩn sư tin tưởng cửa chớp kia căn bản chỉ là cho có mà thôi chỉ cần hắn ở văn phòng cô có thể cảm giác được ánh mắt hắn xuyên thấu qua khe cửa chớp truy đuổi thân ảnh của cô có khi tầm mắt hai người chạm nhau hắn còn vẫy tay với cô làm cho cô buồn bực không thôi cô thật sự rất muốn không để ý đến hình tượng mà hét to với hắn đừng nhìn tôi như vậy nữa cô không biết hắn có chú ý gì. Vì sao lại bỏ địa vị tổng giám đốc công ty Trần Tinh cao vời vợi, rời xa nơi chôn rau cắt rốn, đi đến nơi này. Còn dùng ánh mắt nóng bỏng không chút nào che giấu nhìn cô. Hắn kết hôn rồi, không phải sao? Chẳng lẽ là vì cô? Cô hy vọng không phải. Tuy rằng bọn họ đã chia tay mà hắn cũng cưới người khác. Nhưng trong mắt cô, hắn vẫn là một người đàn ông đỉnh thiên lập địa, có đức có tài, có lý tưởng, nếu hắn là loại đàn ông có vợ con mà còn muốn tìm vợ hai bên ngoài. Như vậy, cô sẽ thực sự thất vọng. Cô phiền toái than nhẹ một hơi, thình lình bụng bị đá một cái. Cô nhìn lên đồng hồ, vừa lúc là 3 giờ chiều. Cô không khỏi nở nụ cười. Tiểu tử kia lại muốn ăn rồi. Cô lấy túi sữa bột, múc vài thìa vào trong cốc. Chuẩn bị đến phòng trà nước đi pha sữa uống. Đỡ để tiểu tử kia tạo phản trong bụng. Cô vừa đẩy ra ghế dựa đứng dậy cái người kia vụng trộm dình cô cả ngày, bỗng nhiên vô thanh vô tức xuất hiện ở bên cạnh cô, vẻ mặt hứng thú nhìn chằm chằm cốc sữa trong tay cô. Pha sữa sao? Đình trợ lý. Cô không tình nguyện chào. Cô không biết hắn rốt cuộc có mục đích gì, cho nên Thủy chung luôn phòng bị hắn, không chịu quá thân cận với hắn. Đã đói bụng rồi sao? Hắn lại hỏi. Đúng vậy. Thư Cẩn Sư quét mắt, liếc hắn một cái, thản nhiên trả lời không nghĩ tới đồng nghiệp ở một bên nghe thấy câu hỏi của hắn lập tức nhiệt tâm lớn tiếng báo cáo đúng vậy cẩn dư chiều nào đến giờ ngọ cũng đều pha sữa uống bởi vì cô ấy đã đói bụng rồi Đình trợ lý anh có điều không biết người ta nói phụ nữ có thai đều rất thèm ăn đây là điều bình thường nhưng cẩn dư này là phụ nữ có thai chẳng những thực thèm ăn mà còn đặc biệt thèm ăn khủng khiếp thời điểm cô ấy vừa mới vào công ty mỗi ngày giữa trưa đều ăn hai hộp cơm hơn nữa toàn bộ đều ăn sạch hết trơn. Khi đó mọi người hay nói giỡn, bảo cô ấy đại diện cho công ty Nhật Bản tham gia cuộc thi ăn là tốt rồi. Anh Trương Hoành Cô đỏ mặt xấu hổ quẫn bách, không chịu nổi, chặn lại lời nói. Hắn như thế nào lại đem sự việc từ 800 năm trước của cô toàn bộ khai giá hết. Ăn hai hộp cơm Thật là nhìn không ra. Đinh Hạ Luân tuy rằng vẫn là vẻ mặt nhã nhặn, nhưng Thư Cẩn Sư nhìn ra được, hắn cố ý nén cười trước kia, bọn họ đi ra ngoài dùng cơm, cô cơ hồ không có lần nào ăn hết. Nghĩ đến bộ dạng cô đem hai hộp cơm toàn bộ ăn sạch, hắn liền nhịn không được muốn cười. Kia, nhất định rất thú vị. Chán ghét, muốn cười thì cứ cười đi, làm gì phải nhịn như vậy. Cô không bởi vì sợ bị cười nhạo mà để cho bụng đói làm cục cưng thiếu dinh dưỡng. Cô ở giữa tiếng cười vang của mọi người, xấu hổ và giận dữ, tiêu sái đi vào trong phòng trà nước vốn tưởng rằng mọi chuyện đã xong. Nhưng 3 giờ chiều ngày hôm sau, cửa hàng ăn vặt ở ngoài đột nhiên đưa tới rất nhiều điểm tâm, khiến cho mọi người đều bàn luận. Có trẻ đậu, nghe nói là đinh trợ lý mời. Kỳ quái, cẩn sư như thế nào lại không giống với chúng ta. Hơn nữa, giống như đặc biệt được chén lớn. Có người đưa ra nghi vấn. Đinh Hạo Luân ra mặt giải thích. Ta nghĩ mọi người công tác thực vất vả, cho nên mời mọi người ăn chút điểm tâm. Về phần cẩn dư không giống với mọi người bởi vì cô ấy là phụ nữ có thai thôi. Suy tính đến vấn đề dinh dưỡng của thai nhi, cho nên mới mời cô ấy một chút đồ ăn đặc biệt. Ồ, thì ra là thế. Mọi người thế này mới giải trừ nghi ngờ. Lục Hải Đạt thấy, âm thầm cười trộm nói. Các người còn dám có ý kiến. Nếu không nhờ cô ấy, các người cái gì cũng không có mà ăn. Thư Cẩn Sư nắm tay, trừng mắt nhìn bát mì hải sản bốc khói nghi ngút trước mặt. Hắn thật sự coi cô là heo sao? Làm sao vậy? Mau ăn đi. Không biết từ khi nào, Đinh Hạ Luân đi đến trước mặt cô, đôi mắt mỉm cười chăm chú nhìn nàng. Nóng quá, tôi ăn không được. Kỳ thật, cô thích ăn nhất là mì hải sản. Hắn cũng biết, nhưng cô muốn cố ý gây khó dễ. Hắn nghe xong cũng không giận, lấy điện thoại di động ra, đi ra ngoài gọi điện. Ông chủ lý, thật xin lỗi, phiền toái, ông giúp tôi đưa một phần đồ ăn lạnh tới đây. Ngay lập tức, sinh tố mãng cầu lạnh đang thịnh hành nhất đấy. Tốt lắm, được, cảm ơn ông. Hắn gác máy, nhìn cô cười nói. Chờ thêm một lát, ông chủ lý lập tức đưa sinh tố đến. Trái tim của thư cẩn sư thoáng chốc bị cảm động. Hơn nữa, thấy chính mình cố tình gây sự, lại cảm thấy xấu hổ. Cô lập tức cúi đầu, cầm đôi đũa trên bàn, lúng ta lúng túng nói. Không cần, mì nguội rồi, tôi ăn mì cũng được. Đinh Hạ Luân cũng không giận, khóe miệng vẫn mỉm cười nhúc cũ nhìn cô sâu thẳm trong đáy mắt cất dấu thâm tình nồng hậu hắn thật sự là đồ ngốc hắn như thế nào nghĩ mình không có cảm tình với cô mãi cho đến hiện tại mới biết được chính mình yêu cô biết bao nhiêu đều do hắn không tốt tất cả đều là hắn cố chấp cùng mù quáng hại bọn họ nếu hắn có thể sớm hiểu được tâm ý của mình bọn họ sẽ không phải đi một chặng đường oan uổng như thế này bất quá kỳ thật như vậy cũng không phải là không tốt Trước kia, hắn một lòng nghĩ đến thuần thuần, chưa từng tận tâm đối xử tốt với cô, làm cho cô nhận rất nhiều ủy khuất. Nay có cơ hội bù lại, hắn đương nhiên nắm chắc cơ hội, tận tình sủng cô, làm cho cô vui vẻ. Thư cẩn sư máy móc đem mì nhét vào trong miệng, máy móc nhai nuốt, một giọt nước mắt trong suốt theo động tác cúi đầu ăn mì của cô, không tiếng động, rơi vào trong bát. Bát mì xào này ăn ngon lắm, cô khẳng định là Đinh Hạo Luân vì cô gọi riêng nhưng cô không hề cảm thấy cao hứng. trước đây là người yêu, nay là chồng của người khác. vì cô chuẩn bị điểm tâm, có cái gì đáng vui mừng. cô cảm thấy cực kỳ vớ vẩn, lại buồn cười. cô có nên thầm oán tạo hóa chiêu người hay không? tuy rằng cô vẫn yêu hắn, nhưng cô không có hứng thú trở thành đối tượng gặp mặt bên ngoài của kẻ có vợ có chồng. cho dù hắn là vì đứa nhỏ trong bụng, cô cũng sẽ không đáp ứng. đứa nhỏ là của cô, hắn đã có vợ. Tương lai muốn sinh bao nhiêu đứa nhỏ cũng không thành vấn đề. Nhưng cô chỉ có một bảo bối này. Nếu mất đi đứa nhỏ, cô tuyệt đối không thể sống một mình. Thư Cẩn Dư thầm quyết định trong lòng phải tìm một cơ hội nói chuyện rõ với hắn. Trước khi tan tầm, Thư Cẩn Dư cuối cùng chờ được cơ hội. Ở phòng trà nước, tìm thấy Đinh Hạ Luân đang uống cà phê. Hắn một tay bưng cà phê, thoải mái dựa vào bàn. Tay áo sơ mi sắn lên gần khử tay, trông thật sự đẹp trai quản lý phòng tài vụ, cùng Thục Nghiên cũng ở bên trong, không biết đang tán gẫu cái gì với hắn mà có vẻ rất vui. Cô nhìn thấy một màn này, một luồng khí từ ngực không ngừng bốc lên. Hắn là trợ lý của tổng giám đốc, cũng rất được nữ nhân yêu thích. Nhớ tới trước kia, khi bọn họ còn là người yêu, hắn luôn bình tĩnh ra mặt, cá tính hướng nội, rất ít có cơ hội nhìn thấy hắn cười to. Nhưng nay, thấy hắn mỗi ngày cùng mọi người nói chuyện cười đùa, quả thực sống như hoàn toàn thay đổi. Cô nhịn không được muốn biết, đến tột cùng là ai đã làm hắn thay đổi. Không cần phải nói, đương nhiên là cô vợ mới cưới đáng yêu của hắn. Sau khi hắn cảm nhận được sự dễ chịu trong tình yêu, tự nhiên không cần phải hận đời nữa. Nghĩ đến hắn cùng thuần thuần kết hôn mới được 3 tháng, liền dễ dàng làm được những chuyện cô đã cố gắng mà vẫn không thể làm được trong 3 năm qua. Cô không khỏi ảm đạm, thầm đau lòng. Cẩn Dư, em có chuyện gì sao? Đinh Hạo Luân phát hiện thân ảnh của cô, lập tức đi tới, nhẹ nhàng hỏi. Đinh trợ lý, em... em có chuyện muốn nói với anh. Cô cúi đầu, không chịu nhìn ánh mắt ôn nhu của hắn. Cô không muốn, sẽ lại bị mê hoặc. Hạo Luân, sắp tan tầm rồi. Tôi đi trước. Cùng thục nhiên cả người tràn đầy mùi hương. Lúc đi ngang qua cô, cô ý tạm dừng một chút, đánh giá cô từ đầu đến chân, sau khi xác định cô không có tính uy hiếp, mới tao nhã, thong song rời đi. Còn mùi cô ta ngắm tới, tuyệt đối không cho phép có người mơ ước. Nhưng cũng may mắn, Thư Cẩn Sư là bà bụng bầu. Trừ phi ánh mắt của Đinh Hạo Luân có vấn đề, nếu không, hắn sẽ không coi trọng Cẩn Sư. Cùng thụ nghiên đi rồi, phòng trà nước rơi vào trầm mặc. Thư Cẩn Sư nhìn sàn nhà, không biết nên mở miệng như thế nào. Đinh Hạo Luân tham lam nhìn cô chăm chú, chỉ muốn ôm cô thật sâu vào trong ngực Tôi hôm nay Đinh trợ lý Thực xin lỗi Hai nhân viên trước khi tan tầm Muốn đến phòng trà nước rửa cái ly Thấy bên trong có Đinh Hạo Luân Cùng Thư Cẩn Sư Lập tức dừng cấp bộ Đối với viên chức nhà nước các cô mà nói Đinh Hạo Luân thuộc đẳng cấp trên Đối với hắn tự nhiên có chút sợ hãi Các cô cứ đi vào Không sao Hắn quay đầu nói với Thư Cẩn Sư Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện Thư Cẩn Sư yên lặng đi theo hắn ra khỏi phòng trà nước. Hai người vào thang máy, đi lên tầng cao nhất của công ty. Không ngờ tới, ở trong công ty, cũng có thể nhìn thấy phong cảnh đẹp như vậy. Đinh Hạo Luân đặt hai tay lên bức tường xi măng, vui vẻ thoải mái, nhìn ra ngọn núi xanh phía xa xa. Thư Cẩn Sư theo tầm mắt hắn, quay đầu nhìn ngọn núi xa huyên náo ở bên ngoài, bất giác nhau lại. Thật đẹp, thiên nhiên luôn khiến con người yêu thích. Em đến tìm anh có việc sao? đinh hạo luân mơ hồ đoán được cô tìm hắn là muốn nói cái gì thuần thuần có tốt không cô vừa mở miệng liền cố ý hỏi kỳ thật là cô muốn ám chỉ hắn đừng quên sự cố chấp ban đầu của mình cô ấy tốt lắm hiện tại là một phụ nữ đã kết hôn đang thụ hưởng ngọt ngào hạnh phúc bọn họ quả nhiên đã kết hôn thư cần sư cắn nhanh môi dưới miệng vết thương lưu lại dưới đáy lòng tựa hồ lại bị hung hăng đảo lên một khi đã như vậy anh tới nơi này làm cái gì anh không phải nên ở lại đài bắc sao sự nghiệp của anh nhà của anh đều ở đó em không rõ anh vì cái gì mà muốn tới nơi này khải đạt là bạn học của anh hắn vừa tiếp nhận công ty anh đến hỗ trợ một thời gian cũng rất hợp lý đấy chứ gạt người thiên hạ không có chuyện đúng dịp như vậy anh căn bản không phải vì nguyên nhân này mới đến anh đúng là vì nguyên nhân này mới đến hắn thể thốt phủ nhận bản thân mình có ý đồ trước khi vãn hồi lại trái tim của cô một lần nữa hắn sẽ không thừa nhận mình là vì cô mà đến cô biết hắn cũng không nói thật nhưng mà cô cũng lười truy hỏi nguyên nhân hạo luân mặc kệ anh có thừa nhận hay không đều không sao cả em không biết anh đến tột cùng suy nghĩ cái gì cũng không có hứng thú biết em chỉ muốn nói cho anh em sẽ không tham gia vào chuyện của nhà người khác cũng không có khả năng cùng một kẻ đã có vợ, có chồng, xây dưa không ngớt. Nếu anh cho là sau khi anh cưới vợ, em vẫn giống như trước, không hề oán hận mà đi theo anh. Như vậy thì anh sai lầm rồi. Anh chưa từng nghĩ như vậy. Hắn không tí bì đến mức đem cô trở thành đối tượng vụng trộm bên ngoài. Không có là tốt nhất. Em sớm nói rồi. Chia tay xong, chúng ta vẫn là bạn bè. Hiện tại em hy vọng chúng ta chỉ là đồng nghiệp bình thường. Nếu anh nói cần em hỗ trợ, em sẽ đưa tay giúp Nhưng không hơn Anh hiểu chứ Hoàn toàn hiểu Hắn nghe xong chẳng những không chán ngán thất vọng Ngược lại còn rất vui mừng Vẻ mặt cực kỳ khoái trá Bộ dáng này của hắn Làm cho Thư Cần Sư không biết nên nói tiếp như thế nào Kỳ quái Rõ ràng là cô đến tìm hắn đàm phán Bắt hắn đừng đến quấy rầy cô Nói nửa ngày rồi Lại biến thành trong lòng hắn bình tĩnh Không hề có tàn niệm Còn cô trở thành người có bệnh đa nghi cả ngày hoài nghi người ta thầm mến cô. Chán ghét, như thế nào lại biến thành như vậy. Cô cắn chặt môi, dồn dập nói nhanh, dù sao thì cũng là như vậy, hẹn gặp lại. Cô ôm bụng, xoay người đi thẳng xuống lầu. Ở phía sau cô, ánh mắt yêu thương của Đinh Hạo Luân hướng theo thân ảnh mượt mà đã đi xa. Hắn hiểu được ý tứ của cô, cô hy vọng hắn có thể rời khỏi nơi này, đừng quấy rầy cô nữa. Nhưng hắn sẽ không dễ dàng buông tha hắn đã bỏ qua một lần lần này tuyệt đối không thể buông tay ngày thứ bảy cuối tuần là ngày tâm tình thư cẩn sư tốt nhất hôm nay công ty nghỉ sáng sớm không cần rời giường vội vàng đi làm cô có thể an tâm ngủ một giấc ngon lành hơn nữa đến buổi chiều cô thường hay ra ngoài đi dạo phố cho nên tâm tình tự nhiên thoải mái khoái trá hôm nay cô ăn qua bữa cơm chưa đơn giản thay bộ trang phục xinh đẹp dành cho phụ nữ có thai trang điểm nhẹ nhàng sau đó liền cầm túi sách đi ra ngoài chuẩn bị đến cửa hàng bách hóa dạo qua đây là niềm vui lớn nhất trong cuộc sống bình yên của cô bởi vì cô có thể từ trong cửa hàng bách hóa náo nhiệt thấy rất nhiều điều thú vị mới mẻ còn có thể cảm nhận một chút không khí không còn làm cho cô cảm thấy cuộc sống quá mức cô đơn chán nản cô đi đến bãi đậu xe của xã khu chuẩn bị mở cửa xe màu đỏ để đi ra ngoài bỗng nhiên có tiếng còi vang lên cô nghi hoặc quay đầu lại thấy Đinh Hạo Luân ngồi trên một chiếc xe thể thao màu bạc, vẫy vẫy tay với cô. Hắn dừng xe bên cạnh cô, thân thiết nói. Chào em. Sao anh lại ở chỗ này? Cô khiếp sợ trừng mắt nhìn hắn. Hắn sẽ không thần thông quảng đại như vậy chứ. Ngay cả cô đang ở nơi nào, hắn cũng biết. Anh vừa tới Tân Trúc không lâu, muốn đi dạo đâu đó, xem xét một chút. Không ngờ lúc lên xe, như thế nào lại đi đến nơi này. Kết quả lại còn gặp được em. Thật sự là trùng hợp trùng hợp. Thư Cẩn Sư cũng không cho rằng như vậy. Hắn nhất định đã sớm biết cô sẽ đi ra ngoài, cho nên cô ý chờ ở nơi này. Em mặc đẹp như vậy là để đi ra ngoài sao? Anh thuận đường đưa em đi. Hắn cười tùng tìm nói. Cảm ơn anh, không cần. Em tự có xe. Cô dùng điều khiển mở cửa xe, ngồi trên ghế lái, thắt dây an toàn, rồi ngẩng đầu, phát hiện xe hắn còn dừng ở chỗ cũ. Thực xin lỗi, xin anh nhường đường một chút cho xe em đi ra ngoài được hắn nghe xong liền rời xe đi thư Cẩn dư thấy hắn sảng khoái rời xe đi như vậy một câu nói vô nghĩa cũng không có bất giác có chút kinh ngạc chẳng lẽ hắn thật sự đi ngang qua quên đi mà kệ hắn nói gì thì vẫn là cố ý hơn nữa cũng không liên quan đến cô cô vội gạt đi những suy nghĩ này đạp chân ga cẩn thận lái xe ra khỏi bãi đỗ đi đến trung tâm thành phố tới cửa hàng bách hóa lớn nhất Tân Trúc. Cô lái xe tiến vào bãi đỗ, sau đó lên thang máy, đi đến khu thời trang trẻ em. Tham quan quầy thời trang trẻ em, mua quần áo cho đứa trẻ trong bụng là sở thích sau khi mang thai của cô. Lúc cô chuyên tâm chọn lựa những bộ quần áo đáng yêu, một thân ảnh thình lình xuất hiện ở bên cô. Mua quần áo sao? Thư Cần Sư hoảng sợ, quần áo trẻ em trong tay cô đều rơi hết. Cô nhanh chóng ngồi xổm xuống nhặt chúng lên. Cô trừng hắn một cái, sao anh lại ở chỗ này quả thực sống ma ám sau lưng xuất quỷ nhập thần trùng hợp đinh hạ luân vẫn dùng những lời này thật thế mới lạ em biết rồi anh theo dõi em cô tức giận chỉ vào hắn hét lớn điều này sao có thể tính là theo dõi đường cái là mọi người cùng sở hữu cửa hàng bách hóa cũng là nơi mỗi người đều có thể đến anh chỉ là có mục đích giống em thôi nói theo dõi thì quá khó nghe hắn cợt nhà giải thích Đinh Hạo Luân so với cái người giống động vật hơi tí là nổi giận trước kia, quả thực cứ như hai người. Thư Cẩn Sư đầy hoài nghi nhìn hắn một lúc lâu, mới bĩu môi quay đầu đi. Cô biết mình nói không lại hắn, cũng lời tranh cãi với hắn, nhưng trong lòng cô rất rõ ràng, hắn tuyệt đối là vừa mới vụng trộm đi theo cô tới đây. Thiên hạ tuyệt đối không có chuyện trùng hợp như vậy. Trăm ngàn vạn điều suy nghĩ khiến đầu óc cô thành một mảnh hỗn loạn mà lúc này hắn lại giống như người chẳng có việc gì, thoải mái lựa chọn những bộ quần áo rực rỡ sắc màu của trẻ em. Cẩn dư, em xem bộ quần áo này thế nào, đáng yêu chứ? Hắn lấy ra một chiếc váy nhỏ màu phấn hồng, chất vải mềm mại, thêu rất nhiều đóa hoa xinh đẹp. Con gái mặc lên sẽ rất đẹp, anh thích có con gái nhất. Hắn cười đến sáng lạn. Nghe được hắn nói thích có con gái, tìm thư cẩn dư thoáng chốc đập loạn. Cô đi siêu âm ở khoa phụ sản trong bệnh viện. Bác sĩ nói đứa bé trong bụng đúng là con gái Xin lỗi, con là của em Em muốn mua quần áo của bé trai Cô cắn nhanh môi dưới Cô ý làm trái lại lời hắn Càng muốn chọn quần áo của bé trai Không sao cả Nếu em nói thích con trai Thì thai thứ hai sẽ sinh con trai Hắn vui vẻ bồi thêm Đinh Hạo Luân Anh rốt cuộc đang nói cái gì Cô ngay cả chồng cũng không có Còn nói cái gì mà thai thứ hai Cô lập tức tức giận đến hốc mắt đỏ lên, cảm thấy hắn căn bản là có ý định khi dễ cô. Cần Dư, em làm sao vậy? Đừng khóc. Hắn kinh hãi bỏ lại quần áo trong tay, tiến đến ôm lấy cô, liều mạng bồi tội nhận sai. Thực xin lỗi, anh hay nói giỡn. Nếu em không muốn sinh nữa thì thôi, đừng nóng giận được không? Nếu em vừa giận vừa khóc, đến lúc đó nhỡ sinh ra một cục cưng xấu xí, hay khóc nhè, tương lai lớn lên vạn nhất gả đi không được, thì phải làm sao bây giờ? Em nói trong bụng em là con trai Anh nghe không hiểu sao Mang thai khiến cảm xúc cô không ổn định Hơn nữa hắn luôn xuất hiện trước mặt cô Hại cô phiền lòng Hắn lại là đầu sỏ gây nên Cô không tìm hắn chút giận thì tìm ai Được được Cô cưng hôm nay làm con trai trước Ngày mai biến trở lại thành con gái được không Thư cần sư quả thực Bị sự ngoan cố của hắn đánh bại rồi Cô không khỏi hoài nghi Chắc hẳn trước khi gặp cô Hắn đã đến khoa phụ sản hỏi thăm nếu không, làm sao dám khẳng định cô mang thai là con gái. Kỳ thật, Đinh Hạo Luân không biết kết quả kiểm tra của cô là nam hay nữ. Hắn chỉ là có trực giác kỳ diệu. Trong bụng cô nhất định là con gái, sẽ không sai. Từ lúc hắn phải người điều tra chỗ ở của cô, ngoại ý muốn biết được cô đang mang thai. Sau đó vào ban đêm, hắn liền nằm mơ. Hắn mơ thấy một cô bé diện mạo đáng yêu, thập phần rất giống Thư Cẩn Dư. Ngồi lên đùi hắn, làm nũng kêu hắn là ba ba còn bắt hắn phải ôm. Từ sau ngày đó, hắn liền phi thường khẳng định mình sẽ là cha của một cô bé đáng yêu. Hôm nay bọn họ ở khu thời trang của trẻ em của cửa hàng Bách Hóa. Thư Cẩn Sư vì dỗi mua một đống lớn quần áo của bé trai. Đinh Hạ Luân cũng không ngăn cản, còn kiên trì giúp cô trả tiền. Mà chính hắn còn đem những bộ thời trang trẻ em dành cho bé gái, hắn nhìn chúng, toàn bộ mua hết. Nhân viên cửa hàng thu tiền đến mỏi cả tay, cười đến toe tué toét. Cảm ơn ngài đã hân hạnh chiếu cố. Hoàn nghênh ngài lần sau nữa lại đến. Nhân viên mang đồ đóng gói vào túi. Đinh Hạo Luân kéo tay Thư Cẩn Sư, dẫn cô đi tới thang máy. Anh làm cái gì vậy? Thư Cẩn Sư không hiểu, không biết hắn lại muốn làm cái gì. Đi đến quầy ăn trên lầu, ăn cái gì đi? Anh đã đói bụng, em có đói bụng không? Em... Có hắn nhắc, cô chợt bình tĩnh, mới nhớ tới chiều nay vẫn chưa ăn điểm tâm. Vừa lúc này bụng thật có chút đói Đói bụng rồi phải không Anh vừa rồi xem qua giới thiệu ở dưới tầng trệt Trên lầu có gian trà theo phong cách Hồng Kông Chúng ta đi lên nếm thử Nhưng mà Cô còn chưa nói xong Hắn đã kéo tay cô vào thang máy Đi thẳng đến quầy ăn Sau khi bọn họ tiến vào thang máy Một phụ nữ ăn mặc hợp thời Lại bày ra gương mặt âm trầm Từ khu triển lãm đi xa Ghen ghét chừng mắt nhìn cửa thang máy Đang chậm rãi đóng lại Cùng Thục Nghiên vốn tưởng rằng Đinh Hạo Luân tướng mạo anh Tuấn sắp bị cô ta hấp dẫn, sớm hay muộn cũng sẽ là của cô ta dễ như chơi. Không ngờ tới, hắn lại bị bà bụng bầu mà cô ta cho rằng không chút ý hiếp nào đoạt đi mất. Vừa rồi, ánh mắt Đinh Hạo Luân nhìn Thư Cẩn dư cô ta đã nhận ra tuyệt không sai, đó chắc chắn là yêu. Cái bà bụng bầu, dáng người mập mạp, hệt như chim cánh cụt, dựa vào cái gì mà dám cướp đi nam nhân cô nhắm chúng. Đáng giận, nhất định phải khiến thư cẩn sư đẹp mặt khuôn mặt kiều diễm chợt trở nên vặn vẹo biến hình có vẻ phi thường đáng sợ đứa bé nắm lấy tay mẹ đi qua nhìn thấy cô ta đều bị hơi thở oán hận trên người cô ta phát ra mà dọa khóc mẹ ơi gì kia giống hệt mụ phù thủy thật là khủng khiếp cầm miệng đứa nhỏ chết tiệt cùng thụng nghiên trừng mắt nhìn đứa bé đang khóc lớn một cái lập tức cao ngạo quay đầu rời đi ả à, sẽ không để cho thư cẩn sư đắc ý ả à nhất định sẽ nghĩ biện pháp trừng phạt cần dư. Từ nay đối đãi như tình địch. Một tuần sau, Đinh Hạo Luân bởi vì trong nhà có việc gấp, tạm thời xin nghỉ để về Đại Bắc một chuyến. Hắn đến Tân Trúc đã gần hai tháng, chưa từng trở về. Công ty Cầu Hồ hoàn toàn dựa vào cha hắn, một mình chống đỡ đại cục. Ngày hôm qua, cha gọi điện thoại cho hắn, nói công ty xảy ra một chút vấn đề, cần hắn trở về để giải quyết, hy vọng hắn lập tức về Bắc một chuyến. Nhưng mà sau khi hắn trở về mới phát hiện Việc kia căn bản chỉ là vấn đề nhỏ Không đáng kể Không nhất thiết vì thế mà gọi hắn về Cẩn thận hỏi lại mới biết được Hóa ra là mẹ nhớ hắn Mới bắt cha giả danh nghĩa có việc Kêu hắn từ Tân Trúc trở về Hắn ở với mẹ nửa ngày Thuận tiện đem sự việc ở công ty xử lý hết Buổi chiều lại chạy xe về Tân Trúc Trước khi đi Đinh Mẫu bắt hắn mang theo rất nhiều thuốc bổ Để thư cẩn dư bồi bổ thân thể từ khi biết cô mang thai tôn tử bảo bối của Đinh Gia, bà liền đau lòng đòi mạng, hận không thể lập tức đón cô trở về. Để cô ở Đinh Gia, an tâm dưỡng thai. Nhưng mỗi lần nhắc tới chuyện này, đứa con trai luôn đầy thần bí nói, thời điểm chưa tới. Thật không biết hắn rút cuộc có chủ ý gì. Đinh Hạo Luân lái xe đến Tân Trúc, khoái trá ca hát, nghĩ đến lập tức có thể nhìn thấy Cẩn Dư, tâm tình vô cùng tốt. Mỗi một tế bào trong cơ thể đều hát vang trở lại công ty hắn định đến chào khải đạt trước sau đó mới đi tìm cần dư không nghĩ tới khi đi qua phòng kế toán khóa cửa vừa vặn nhìn thấy người hắn đang muốn tìm đang lén lút dán tay trên cánh cửa giáo giác nghe lén động tĩnh phía bên trong hắn đi qua nghi hoặc đánh giá người kia một lúc lâu sau đó dùng ngón tay vỗ vỗ bờ vai của người kia nhíu mày hỏi khải đạt cậu ở trong này làm gì đường đường là tổng giám đốc công ty hương đạt lại dán tay lên cửa nghe lén thật quá khó nhìn đi chứ. Xuyệt, Lục Khải Đạt làm động tác bảo hắn đừng lên tiếng, nhỏ giọng nói. Cùng quản lý hình như đang làm khó dễ cô gái nhỏ của anh. Anh lại đây nghe xem. Thực sự có loại sự tình này. Đinh Hạo luôn nhanh chóng đẩy hắn ra, đem vành tai dán lên trên ván cửa, cẩn thận nghe động tĩnh bên trong. Hắn vỉnh tai nghe được cùng thục nghiên dùng giọng nói bén nhọn nói chuyện. Không biết là chỉ trích ai. Cẩn thận nghe lại, mơ hồ nghe được cô ta nhắc tới tên của Cẩn Dư hắn lặng lẽ để cười nhẹ, hở ra một khe nhỏ để có thể nhìn rõ tình trạng bên trong. Hắn thấy cùng thục nghiên đưa lưng về phía cửa, chỉ vào mũi thư cần sư mắng to, khí diễm thập phần tăng vọt. Tôi nói đúng vậy đi, thư tiểu thư, cô công bố chính mình đã từng kết hôn, nhưng cũng đã ly hôn. Nhưng trên thực tế, tôi nhờ tín xã điều tra, cô căn bản chưa từng kết hôn, cũng đã mang bầu, nói cách khác, đứa nhỏ trong bụng cô là một đứa con rơi. Thật vậy chăng? Đồng nghiệp trong văn phòng đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cô. Cô nhục nhã nhắm mắt lại, nước mắt lập tức tràn mi. Lúc trước, cô vì muốn tránh loại tình hình này phát sinh mới có thể nói dối rằng cô đã kết hôn rồi lại ly hôn. Vốn tưởng rằng như vậy có thể tránh khỏi mọi người dùng ánh mắt khác thường nhìn cô, dùng ngôn ngữ khó nghe để chỉ trích cô. Không ngờ, vẫn không tránh được loại thương tổn này. Thưa tiểu thư, có thể mời cô nói cho chúng tôi biết hay không? Đứa nhỏ trong bụng cô là của ai? Cùng thục nghiên đi dày cao gót ba tấc ở bên cạnh cô đảo qua đảo lại, giống như loài lang sói hung ác, chờ cơ hội xông lên phía trước, hung hăng cắn nát ít hầu của cô, phá tan cô thành từng mảnh. Đây là việc riêng của tôi, không bắt buộc phải nói cho cô. Cẩn dư ngừng cầm trả lời. Đó là kết tinh tình yêu của cô, tuy rằng không phải con hợp pháp, nhưng với cô mà nói cũng là bảo bối quan trọng nhất. Được, chắc không phải đến cô cũng không biết đứa con rơi kia là của cái nào để lại chứ cô thư cẩn sư tức giận trừng mắt nhìn cô ta miệng lưỡi của cô ta nhất định phải ác độc như vậy sao thư cẩn sư đang muốn phát hỏa một thanh âm phẫn nộ khác đã dành trước một bước quát lên cô câm mồm lại cho tôi đinh Hạo luân dùng sức đẩy cánh cửa ban công nhanh chóng tiêu sái tiến vào hắn thấy thư cẩn sư sắc mặt tái nhợt hốc mắt phiếm hồng trong lòng không khỏi từng trận đau đớn Cùng thục nghiên này cũng thật lớn mật Cư nhiên dám thay mặt toàn bộ đồng nghiệp Khi dễ nữ nhân hắn yêu thương Đình trợ lý Cùng thục nghiên vừa thấy Đinh Hạ Luân đến Giọng nói vốn bé nhọn vừa rồi Lập tức trở nên ôn nhu ngọt ngào Đình trợ lý Anh đã trở lại Đi Đài Bắc có vất vả không Cô hiện tại đang làm cái gì Đinh Hạ Luân không để ý tới cô ta đang làm nũng Nghiêm mặt lạnh lùng Từng chữ từng chữ hỏi tôi tôi đang thanh lý môn hộ cùng thục nhiên thấy sắc mặt hắn làm cho người ta sợ hãi lập tức giả bộ vô tội nói thanh lý môn hộ lục hải đạt thật sự muốn cười cô ta xem quá nhiều phim võ hiệp trăng cô ấy chưa kết hôn đã mang thai có ảnh hưởng đến cô sao cô dựa vào cái gì mà chỉ trích cô ấy thái độ kiều ngạo không tốt của cùng thục nhiên làm cho đinh hạ luân có loại xúc động muốn đánh người thái độ đinh hạ luân che chở thư cẩn Dư làm cho cùng thục nghiên ghen ghét không thôi cô ta bỏ qua lớp mặt nạ ngụy trang toàn lực công kích thư cẩn Dư. cô ta nói dối lừa bịp mọi người chẳng lẽ không có sai sao văn bản điều lệ công ty rõ ràng quy định nhân viên mới nhậm chức tiến vào công ty phải điền tư liệu cơ bản về cá nhân và gia đình điểm ấy mọi người đều rất rõ ràng mà thư cẩn dư mục hôn nhân kia điền ly hôn chính là kẻ khả nghi lừa gạt thủ trưởng và người quản lý cho nên tôi cho rằng cô ta không thể tha thứ. Thư Cẩn Dư chưa kết hôn đã mang thai, có lẽ không liên quan đến tôi. Nhưng cô ta khai dối tư liệu là không thể tha thứ. Cho dù cô ấy nói dối rằng chính mình ly hôn thì đã sao? Công ty yêu cầu mọi người điền tư liệu thật là sợ có người giả tạo bằng cấp, giấy chứng nhận hoặc kinh nghiệm công tác, lờ bịp tiến vào công ty, sau đó tạo ra tổn thất lớn cho công ty. Cần Dư nói mình ly hôn rồi, như vậy hại tới công ty sao? Cô ấy kết hôn hay là không kết hôn, đối với công ty có ảnh hưởng gì sao? Chỗ các cô cần chính là cô ấy rốt cuộc có kết hôn hay không sao? Tôi thực sự cảm thấy đáng thương thay Cẩn dư Các người như vậy được gọi là bạn bè sao? Các người căn bản uổng phí làm đồng nghiệp của cô ấy. Đinh Hạo Luân rõ giọng trách cứ, rất nhiều người đều xấu hổ cúi đầu, chỉ có Cùng Thục Nghiên vẫn như cũ không tiếp thu, cho rằng mình có sai. Nhưng đó là công ty quy định bất luận kẻ nào cũng không được phá hư quy củ. Cô ta chừng mắt nhìn Thư Cẩn Sư một cái, lệnh lùng bổ sung nói. Chiếu theo quy định, Thư Cẩn Sư phải tức khắc từ chức, vĩnh viễn không thuê cô ấy nữa. Đinh Hạ Luân lười nói nhiều với cô ta, trực tiếp quay đầu hỏi Lục Khải Đạt. Khải Đạt, anh nói như thế nào? Lục Khải Đạt làm sao có thể không rõ ý tứ của hắn? Nếu hắn phụ họa theo đề nghị của cùng thục nghiên, yêu cầu Thư Cẩn Sư tạm rời cương vị công tác, Tiểu tử này nhất định lập tức nhận lấy gánh nặng chân thành, mang theo nữ nhân của hắn rời đi. Rốt cuộc ly hôn rồi hay không là việc nhỏ, đánh mất bạn bè mới là việc lớn. Mà cũng nói thư cẩn sư xưa nay biểu hiện lương hảo, hôn nhân của cô căn bản không quan hệ với công việc. Hắn trầm ngâm một lát, lập tức làm ra quyết định. Chuyện hôm nay dừng ở đây, thư cẩn sư cứ theo lẽ thường tiếp tục làm việc. Về phần tư liệu hôn nhân của cô ấy, điền lại một lần nữa là tốt rồi. Cẩn dư, thật tốt quá. Đồng nghiệp của cô đều vì cô mà vỗ tay chúc mừng. Cảm ơn mọi người, cảm ơn tổng giám đốc. Thư Cẩn sư thật là cao hứng. Vốn tưởng rằng công việc mà mình thật vất vả mới ổn định được, đành phải vứt bỏ. Không nghĩ tới cư nhiên còn có thể giữ lại. Không cần cảm ơn tôi. Kỳ thật tôi là nể mặt người nào đó mới ra quyết định như vậy. Lục Khải Đạt dùng ánh mắt nhìn Đinh Hạo Luân, ám chỉ người cô nên cảm ơn là hắn. Thư Cẩn Sư biết người hắn nói là ai, đỏ mặt, chuyển sang Đinh Hạ Luân thành khẩn nói lời cảm tạ. "Cảm ơn anh." "Đừng khách khí." Đinh Hạ Luân vuốt cằm, mỉm cười với cô. Khó khăn của cô cũng là khốn cảnh của hắn, giúp cô chẳng khác nào giúp chính mình, cái này không cần phải nói lời cảm ơn. Bất luận thế nào, vẫn là cảm ơn anh. Bọn họ nhỏ giọng nói chuyện với nhau, khiến Cùng Thục Nghiên đứng ở xa, oán hận trừng mắt nhìn ả à không thể tin được chính mình thật sự bại bởi bà bụng bầu thư cần sư này mọi người đều nói giúp cô ngay cả tổng giám đốc cũng che chở cô hiện tại bà bụng bầu thư cần sư kia được hoan nghênh vô cùng Tâm địa ả à độc ác rất muốn hại người phụ nữ này đúng là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo ả à chẳng những không chỉnh được thư cần sư ngược lại còn phá hủy hình tượng trong cảm nhận của đinh hạo luân vừa rồi đinh hạo luân trừng mắt với ả à, lạnh lẽo đến phát run Ả à rất rõ ràng, hắn không có khả năng thích ả à nữa rồi. Thật sự là đáng giận. Ả à nắm chặt tay, hai mắt toát ra ánh lửa đỏ đậm, âm thầm thề, tuyệt đối không buông tha thư Cần Dư. Ả à nhất định phải trả thù. Ghen tị che mắt lý trí của ả, à, Rốt cuộc khiến ả à làm ra chuyện hối hận cả đời. Thư Cẩn Dư sáng sớm đã đến công ty. Đêm qua cô trằn trọc mất ngủ cả đêm, nghĩ đến chuyện của buổi chiều ngày hôm qua, liền khó có thể ngủ say ít nhiều cũng là hạ luân nói giúp cô nếu không có hắn cô đã bị đuổi ra khỏi công ty rồi cô thật sự cảm kích hắn bởi vì đề cử của hắn cô mới tiếp tục ở lại công ty đi làm hắn có lẽ không biết công việc này đối với cô quan trọng biết bao tháng sau cô sẽ lâm bồn phí sinh sản phí sinh hoạt của hai mẹ con cô phí giáo dục của đứa nhỏ trong tương lai đều phải dựa vào công việc này để duy trì cô phải cẩn thận tính toán tương lai mới không xảy ra miệng ăn núi lở cuối cùng rơi vào kết cục phải mang đứa nhỏ lưu lạc đầu đường. Cô lấy khăn lau đến phòng trà nước làm ẩm rồi trở lại văn phòng, lau sạch bàn làm việc cùng các ngăn tủ hồ sơ. Sau khi đem khăn lau sạch sẽ vắt sang một bên mới kéo cái ghế có bánh xe chuẩn bị ngồi xuống. Cô không phát hiện cùng thục nghiên tiến vào văn phòng từ khi nào, giống như U Linh đứng sững sau cô. Cùng thục nghiên thấy cô kéo ghế dựa chuẩn bị ngồi xuống thì một thanh âm tà ác không ngừng xui khiến à kéo ghế dựa của cô ta kéo ghế dựa của cô ta ra gương mặt diễm lệ của ả à trở nên dữ tợn vặn vẹo giống như bị ma quỷ nhập hồn nhếch môi cười không tiếng động vươn tay bắt lấy ghế dựa mà thư cẩn sư đang định dùng sau đó ngay một khắc cùng lúc cô ngồi xuống ả à lập tức kéo ghế ra đằng sau thư cẩn sư căn bản không biết phía sau có người nên không nghĩ sẽ có người đem ghế của cô lôi đi làm cô phát hiện mình đang ngồi vào không khí Lúc ngã, cái mông của cô đập mạnh xuống nền đất cứng. Ôi, bụng của tôi! Cái mông rơi xuống đất tạo ra chấn động lớn. Đầu tiên làm cho cô đầu choáng mắt hoa. Tiếp theo là một trận đau đớn kịch liệt từ trong bụng dâng lên. Cô ôm cái bụng đang chịu từng trận co rút, cảm giác có một lượng lớn chất lỏng ấm áp từ giữa hai chân trào ra. Cô sợ hãi cúi đầu, phát hiện nước ối trong bụng để bảo vệ thai nghi đã bị phá vỡ. Lượng ối lớn liên tục chảy ra, trong đó còn pha cả máu tươi Đau quá, con của tôi Cô ngẩng đầu lên Vươn tay cầu cứu cùng Thục Nghiên Xin cô gọi điện thoại xe cứu thương Cứu đứa nhỏ của tôi Cùng Thục nhiên không nghĩ tới Cẩn Sư sẽ ngã đau đến thế Một cú ngã nghiêm trọng như vậy Nhất thời sợ tới mức sắp mặt trắng bệch à, Ả trứng mắt nhìn Thư Cẩn Sư Đang vươn tay, không ngừng lui về phía sau Cứ như đó là đôi tay tà linh Có ý định lôi ả xuống địa ngục không, không phải, không liên quan đến tôi, không phải tôi hại cô, không phải tôi. À sợ hãi xoay người muốn chạy ra khỏi văn phòng, làm bộ chính mình chưa từng tới công ty, nếu thư cẩn sư bất hạnh chết đi cũng sẽ không có người nghĩ rằng có liên quan đến ả. À. à chạy ra cửa, muốn thật dịp mọi người chưa đi làm, nhanh rời đi. Không ngờ vừa đến cửa liền pha vào một lồng ngực cứng rắn. À ngừng đầu vừa thấy, chẳng lẽ là trời trừng phạt ả à sao? À đụng chúng vào Đinh Hạo Luân. Cùng quản lý, sao kích động như vậy? Muốn đi đâu? Đinh Hạ Luân không biết cô ta làm chuyện gì, chỉ thấy mặt ả tái nhợt như cá chết. Tôi... Tôi... Cùng thục nhiên không nghĩ tới, hắn sẽ đột nhiên xuất hiện, trột dạ không dám nhìn hắn. Mắt không ngừng liếc trái liếc phải, cái gì cũng không dám nói. Hạ Luân... Thư Cẩn Sư nghe được thanh âm hắn nói chuyện, thật là cao hứng, hắn đến đây rồi. Cô dùng hết toàn bộ khí tức, bò ra phía cửa, tiếng kêu nhỏ như mũi. Đứa nhỏ có nguy hiểm. Cứu, cứu nó. Cẩn dư. Đinh Hạ Luân nghe được thanh âm của cô, đẩy cùng thục nghiên ra tiến vào văn phòng. Nhưng không ngờ lại nhìn thấy thư cẩn sư té trên mặt đất, trên người đầy máu tươi. Cô hết sức, bỏ đến chỗ hắn. Hạ thân của cô không ngừng chảy máu, sau hướng cô bỏ lê, kéo theo một vết máu dài. Xin anh, cứu đứa nhỏ này. Cô nén cơn đau, run run vươn tay về phía hắn. Cẩn dư! Hắn thê lương sống to, phát cuồng lên, vọt đến bên cạnh cô. Thật cẩn thận ôm lấy. Có chuyện gì? Ông trời ạ, à, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cùng quản lý, cô ta... Cô ta kéo ghế dựa. Em... em bị ngã. Vỡ nước ối. Cả mặt thư cẩn sư đầy những giọt mồ hôi lớn. Tất cả đều do so những cơn đau kịch liệt Cô đứt quãng nói xong, ý thức dần mơ hồ lại. Cẩn Dư, em tỉnh lại, mau tỉnh lại. Em phải cố gắng chống đỡ. Hắn phát hiện nhiệt độ cơ thể của cô có xu thế giảm xuống, lập tức dùng hết toàn lực ôm lấy cô, vội vàng chạy ra bên ngoài. Hắn phải mau chóng đưa cô đi bệnh viện. Đinh Hạo Luân lao ra khỏi văn phòng, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cái người rất giống tượng đá. Cùng Thục Nghiên không dám nhúc nhích kia. Hắn chạy đến chỗ rẽ ở hành lang, vừa lúc gặp được Lục Khải Đạt Cùng những nhân viên đang lục đục đi làm Sao lại thế này? Thư tiểu thư làm sao vậy? Lục Khải Đạt thấy hắn ôm Thư Cẩn Sư Nửa dưới dính đầy máu Lập tức kinh hãi hỏi Cô ấy ngã sấp xuống Tôi phải lập tức đưa cô ấy đi bệnh viện Tại sao có thể như vậy? Đến hỏi vị cùng quản lý tâm địa gián rết kia ấy Đinh Hạo Luân bỏ lại những lời này Lại xoay người chạy ra bên ngoài Đồng nghiệp trong công ty vừa đến nơi làm việc Nhìn thấy bên đường, thư Cẩn Sư đang chảy máu, được ôm ra ngoài, đều cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Cẩn Sư không có việc gì chứ. Lục Khải Đạt sắc mặt ngưng trọng, nhìn theo thân ảnh Đinh Hạo Luân đi xa. Lập tức nghiến răng, nghiêm túc, đi đến văn phòng tài vụ. Cùng thục nghiên, làm điều ác bị Đinh Hạo Luân gặp được, sớm đã bị dọa người người. Lúc Lục Khải Đạt đi vào văn phòng, ả à còn duy trì nguyên tư thế bất động, đứng ở cạnh cửa. Đám người tụ tập ngày càng đông đều là các nhân viên vừa đến công ty, chợt nghe tin tức. Mọi người dùng ánh mắt khinh thường, cùng hèn mọn, nhìn cùng thục nghiên, sắc mặt tái nhợt, cả người cứng ngắc. Mọi người sớm biết rằng ả à không phải người tốt, không nghĩ tới ả à còn quá ác độc. Ngay cả phụ nữ có thai sắp lâm bồn cũng không buông tha. Lục Hải Đạt đi vào văn phòng, thấy ghế của Thư Cẩn Sư nằm trên đất. Đại khái đoán ra được đã xảy ra chuyện gì hắn đi đến trước mặt cùng thục nghiên, lạnh lùng nói. Cô thật sự ngu ngốc. Cùng thục nghiên quật cường ngừng cầm, không biết hối cải còn kêu la. Không phải lỗi tại tôi, là bà bụng bầu thư cẩn dư kia không nên cướp đi người đàn ông tôi thích, là cô ta không tốt. Cô thì biết cái gì? Lục Khải Đạt lắc đầu cười lạnh. Là ai cướp người đàn ông của ai mà cũng không hiểu được. Cô cho là đinh trợ lý vì cái gì mà đặc biệt cảm thấy hứng thú với một người phụ nữ mang thai. Chẳng lẽ... Không thể nào. Đúng vậy, bọn họ đã sớm quen biết nhau rồi, đã là người yêu nhiều năm. Sau lại bởi vì một ít hiểu lầm, Thư Tiểu Thư mới có thể một mình mang theo đứa nhỏ đi đến nơi này. Cùng thuộc nghiên, cô thật sự không đủ thông minh. Cũng không ngẫm lại xem, Thư Tiểu Thư trong bụng có đứa bé rồi. Nếu đứa bé kia không phải của Đinh trợ lý, hắn như thế nào lại lo lắng cho một phụ nữ có thai? ghen tị của cô, căn bản không có đạo lý. Uổng phí, cô có nhiều bằng cấp như vậy, kiến thức lại rộng. Cư nhiên, lại phạm phải sai lầm chết người này. Hắn xoay người đi ra khỏi văn phòng, lạnh giọng cảnh cáo. Công ty chúng tôi không chào đón cô, mời cô sang nơi khác làm việc. Mặt khác, tôi có thể hảo tâm nhắc nhở cô. đinh trợ lý tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cô. Cô cứ chờ mà xem. Nghĩ đến sự tức giận của Đình Hạo Luân, cùng thục nghiên liền khắc chế không được mà phát run. Tại sao chỉ vì không chiếm được một người đàn ông mà ả à lại hủy đi cả sự nghiệp của mình? Hiện tại tốt rồi, kết quả là cái gì ả à cũng không có, chỉ đổi lấy tiếng xấu một đời. Nói không chừng còn phải ăn thêm một vụ kiện. Hiện tại ả à mới phát hiện chính mình quá ngu ngốc, ả à hối hận, thất thành khóc giống, quỳ dạp xuống đất. Thư Cẩn Sư vừa đến bệnh viện, đã nhanh chóng bị đưa vào phòng giải phẫu. Đinh Hạo Luân ở bên ngoài lo lắng đi lại, sàn nhà đã bị hắn mải cho trơn bóng. Sau đó, vợ chồng Đinh Thị nhận được tin của Lục Khải Đạt, cũng lập tức đến bệnh viện. Bốn người ngồi trên chiếc ghế ngoài phòng cấp cứu, mỏi mắt chờ đợi bác sĩ từ phòng giải phẫu đi ra. Thật vất vả, đèn ở phòng giải phẫu cuối cùng cũng tắt. Vài vị y tá cùng bác sĩ nối đuôi nhau đi ra. Đinh Hạo Luân lập tức tiến lên, giữ chặt một người trong đó vội hỏi. Vợ của tôi thế nào? Cô ấy cùng đứa bé có khỏe không? vị bác sĩ kia cởi khẩu trang nói cho hắn bởi vì sản phụ đã bị va chạm tạo thành hiện tượng sinh non cho nên vừa rồi chúng tôi phải mở bụng cô ấy sinh hạ một bé gái trước mắt là mẹ tròn con vuông nhưng bởi vì sinh non đứa bé phải ở trong lồng giữ ấm đến đủ tháng hoặc là đến khi thể trọng phù hợp tiêu chuẩn mới được xuất viện mẹ tròn con vuông ôi cảm ơn trời đất đình hạo luân nghe được hắn chẳng những bảo vệ được cần sư đồng thời còn có một đứa con gái không khỏi người đầu lên trời kêu to chỉ thiếu không quỳ xuống đất dập đầu tạ ơn cái gì mà cảm ơn trời đất con phải cảm ơn bác sĩ mới đúng đinh mẫu tiến lên vỗ đầu hắn một chút liên tục gật đầu nói lời cảm ơn với bác sĩ các vị không cần khách khí đợi lát nữa sản phụ được đưa vào phòng bệnh ngoại khoa nếu cô ấy tỉnh các vị có thể vào thăm nhưng cẩn thận đừng để cô ấy kích động nếu không miệng vết thương có khả năng sẽ vỡ ra cảm ơn bác sĩ cảm ơn bác sĩ đi khỏi Đình phụ đinh mẫu cao hứng đến rơi nước mắt cẩn sư sinh con gái chúng ta có cháu gái rồi thật tốt quá bọn họ vui mừng mà khóc đinh hạ luân lại nhíu chặt mày hắn nghĩ đến tình hình của cẩn sư sợ thương thế của cô đột nhiên chuyển biến xấu cho nên nhất thời cao hứng không đứng dậy hắn tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi mãi đến khi y tá nói với bọn họ là sản phụ tỉnh rồi hắn mới vui vẻ nguyện miệng cười Cẩn dư Hắn đẩy cửa đang muốn tiến vào phòng bệnh Thì cha mẹ hắn vọt lên phía trước Đình phụ đinh mẫu cười lắc đầu Nói thẳng hắn chẳng biết lớn nhỏ là gì Nhưng sau đó bọn họ lại đem phòng bệnh để lại cho con Cho hắn cùng cẩn dư từ từ nói chuyện Bọn họ sẽ không đi vào làm bóng đèn nữa Bởi vì bọn họ có một nơi rất tốt để đi rồi nha Vừa rồi bọn họ yêu cầu y tá Cho bọn họ nhìn cháu gái đang được giữ ấm cô y tá đã đáp ứng rồi. Cho nên hiện tại, bọn họ rất muốn đi xem cháu gái bảo bối. Cẩn dư Đinh Hạo Luân đi thẳng về phía trước, vọt vào trong phòng bệnh. Hết sức cẩn thận, bước nhẹ nhàng tới gần bên giường. Chị E làm kinh hách đến người vừa mới thức tỉnh. Thư Cẩn Dư mở to mắt, thấy con người Đinh Hạo Luân tràn ngập thâm tình, không khỏi hé miệng cười. Hạo Luân, thanh âm của cô vẫn rất yếu ớt. Em không nên nói nghỉ ngơi cho thật tốt đi hắn nắm chặt tay cô ngồi bên mép giường bệnh đau lòng ngắm nhìn bộ sáng tái nhợt nhu nhược của cô em vất vả rồi đứa bé cô muốn hỏi một chút về đứa nhỏ đứa bé tốt lắm chúng ta có con gái nhưng vì sinh non nên trước hết phải ở trong đây để giữ ấm một thời gian em có thể nhìn con không em bây giờ chưa thể xuống giường cục cưng cũng không thể rời lồng giữ ấm chờ tới khi nào em có thể xuống giường, anh sẽ cùng em đi nhìn con, được không?" Hắn ôn nhu dụ dỗ. "Được." Cô gật gật đầu, mệt mỏi nhắm mắt lại. Một lát sau, cô bỗng nhiên mở mắt ra hỏi, "Anh biết đứa nhỏ là con của anh sao?" "Đương nhiên, dựa theo tính toán thời gian em mang thai khi chúng ta đang kết giao, đứa nhỏ đúng là con của anh." Hắn nhìn cô, có chút không hiểu. Khi đó, em nhất định biết mình mang thai vì sao không nói cho anh biết bởi vì em không muốn phá hoại hạnh phúc của anh anh khó khăn lắm mới cùng người mình yêu kết hôn nếu em nói cho anh rằng em mang thai rồi anh nhất định sẽ ép mình chịu trách nhiệm mà cưới em nhưng điều đó thay đổi được gì trừ việc làm cho đứa bé có thân phận hợp pháp còn chúng ta là hai người đều đau khổ một khi đã như vậy thì cần gì phải liên lụy anh không bằng để mình em gánh vác những nỗi khổ ấy là được rồi Đinh Hạo Luân nghe xong thật sự cảm động, cảm động rất nhiều, không khỏi tự biết xấu hổ. Em rất lương thiện, anh căn bản không xứng với em. Đừng nói như vậy, anh cũng là người tốt. Hắn nghe xong lập tức nở nụ cười, có vẻ thật cao hứng. Hắn vứt về hai má tái nhợt của cô cười nói. Ba mẹ anh cũng đến đây. Bọn họ vừa rồi vốn định vào thăm em, nhưng bị anh giành trước mắt rồi. Ba mẹ anh cũng đến đây. Thư Cẩn Sư kinh ngạc mở lớn miệng. Vậy bọn họ biết. Tin em sinh đứa bé. Đương nhiên. Hắn kiêu ngạo gật đầu. Đây là việc vui mà. Trời ạ. À, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Cô thật sự cảm thấy hổ thẹn. Cô không phải con dâu của Đinh Gia. Thế nhưng lại thay Đinh Gia sinh cháu gái. Thế này thì làm sao mà đối mặt với bọn họ đây? Bọn họ cực kỳ cao hứng. Còn đang muốn đi xem mặt đứa bé đó Đinh Hạo Luân cao hứng nói. Trong tâm Thư Cẩn Sư đột nhiên cảnh giác, cô híp mắt thử hỏi. Vậy anh định đem cục cưng về Đinh ra sao? Đó là chuyện đương nhiên, cốt nhục của Đinh ra đương nhiên nên trưởng thành khỏe mạnh ở Đinh ra. Hắn không phát hiện sắc mặt của cô trong nháy mắt liền thay đổi. Hóa ra, đây là ý đồ của anh. Cô phẫn nộ kêu to, dùng sức đẩy Đinh Hạo Luân ra xa. Các người đừng ảo tưởng, Tôi sẽ không sao đứa bé cho các người Đứa bé là bảo bối tôi mang thai 10 tháng mà sinh hạ Ai cũng không được phép mang con bé rời khỏi tôi Em bình tĩnh một chút Bác sĩ nói nếu em kích động Miệng vết thương khi mổ Sẽ có khả năng vỡ ra Tôi sẽ không để đứa bé trở về Đinh Gia Đó là đứa trẻ của tôi Em nói cái gì Chẳng lẽ em không muốn mang theo đứa nhỏ Cùng nhau trở về Đinh Gia sao Về Đinh Gia Tôi lấy thân phận gì để về Đinh Gia Người tình của anh hay là vợ hai anh công khai mang mẹ con tôi trở về chẳng lẽ không sợ thuần thuần của anh thương tâm sao thuần thuần cô ấy vì sao phải thương tâm anh đã cưới cô ấy nên có trách nhiệm với cô ấy anh muốn tôi mang đứa bé vào cửa không phải sẽ làm cho cô ấy khó coi sao đinh hạo luân cứng họng nhìn cô vài giây sau đột nhiên cười to anh cười cái gì bộ dáng hắn gặp cả người mà cười đến nỗi suýt nữa gãy hông thật khiến cho người ta tức giận. Hắn cười lắc đầu nói. Anh cười em rất đáng yêu. Em ngẫm lại xem, nếu anh đã cưới thuần thuần, như thế nào lại đến Tân Trúc tìm em? Hơn nữa, ở lại đến tận 2 tháng. Ý của anh là nói. Đúng, anh căn bản không kết hôn với thuần thuần. Gạt người. Thư Cẩn Sư thương tâm lên án. Khi đó, em tận mắt chứng kiến anh cử hành hôn lễ. Hơn nữa, ở ban công tầng cao nhất của công ty, Chính anh cũng nói cho em biết Thuần Thuần đang là người phụ nữ kết hôn Rất hạnh phúc, ngọt ngào Đúng là như vậy Thuần Thuần đã gả cho thần giã Lam Hiện tại là thần giã phu nhân Ngọt ngào hạnh phúc Mà lúc trước xác thực anh suýt chút nữa đã cưới Thuần Thuần Nhưng ở một khắc cuối cùng Anh đã đổi ý rồi Anh đổi ý? Vì cái gì? Cô vô cùng kinh ngạc Việc này cô hoàn toàn không biết Bởi vì em Vì em điều này có quan hệ gì với em trước lúc anh quyết định kết hôn với thuần thuần em đã để cho anh đi rồi anh không kết hôn với cô ấy sao lại liên quan đến em cô không rõ đúng vậy tuy rằng em buông tay anh để anh ra đi nhưng tâm của anh đã sớm đặt trên người em rồi sau khi chia tay em anh vẫn rất thống khổ mà anh còn ngu xuẩn nghĩ rằng đó liên quan đến việc anh chưa cưới được thuần thuần hắn cười tự diễu anh thật sự rất cố chấp Mặc kệ cô ấy có yêu anh hay không, hoặc là làm như vậy có thể xúc phạm tới người khác hay không. Một lòng thầm muốn cưới cô ấy làm vợ, anh nghĩ rằng chỉ cần cưới cô ấy, anh sẽ hạnh phúc. Kết quả, mãi đến một khắc trước khi cử hành hôn lễ, anh vẫn cảm thấy không vui, ngực trống rỗng, giống như bị phá một cái động lớn, như thế nào cũng không thể lấp đầy. Sau đó từ cửa sổ, anh nhìn thấy em, lúc đó trong lòng vô cùng kinh hỉ và vui vẻ mới làm cho anh hiểu được. Thì ra, anh đã bất chi bất giác, sớm yêu em rồi. Anh lập tức đuổi theo em, nhưng tìm không thấy em. Tiếp đến, anh hủy bỏ hôn ước, đưa thuần thuần về với thần dạ lam, rồi phái người tìm tung tích của em. Anh đang nói, thật sao? Thư Cẩn Sư trợn to mắt không dám tin, nước mắt hạnh phúc dâng quanh vành mắt. Tuyệt đối là thật. Về sau, biết được em đến Tân Trúc, trùng hợp là công ty em nhậm chức là của bạn học cũ của anh. Bởi vậy, anh liền liên lạc với hắn, giả bộ như anh đến công ty hắn hỗ trợ. Cho nên, anh đã tới đây. Đúng vậy, vì để có thể thuận lợi đến Tân Trúc tìm em, anh phải xử lý xong mọi việc ở công ty trên Đài Bắc, làm anh mệt gần chết, gần 3 tháng không thể ngủ ngon. Lần đầu gặp lại em là anh ngủ được một giấc ngon nhất. Nói như vậy là thật, em thật sự có thể ở cùng một chỗ với anh. Em thực sự có thể đạt được ước mơ hạnh phúc rồi. Nghe xong, hắn chân tình thông báo, cô vừa mừng vừa sợ, có cảm giác đang nằm mơ. "Đó là đương nhiên, từ hôm nay trở đi, anh sẽ chỉ thuộc về em, sẽ không có người khác đến chia sẻ tình yêu của anh đối với em. Bất quá, cục cưng em sinh ra là ngoại lệ. Hắn tuyệt đối sẽ yêu thương con gái của hai người." Cô lắc đầu ngọt ngào nói, "Em sẽ không tranh giành tình cảm với con. Anh yêu thương con." Em sẽ chỉ càng thêm cao hứng Cô vuốt về cái bụng bằng phẳng đi rất nhiều Nhớ tới mình còn chưa nhìn đứa bé mới sinh Không khỏi nói Em thật muốn chạy nhanh đến nhìn cục cưng Anh nói rồi Chờ em có thể xuống giường Có thể thoải mái nhìn con Cho nên em phải cố gắng Mau chóng hồi phục sức khỏe Để có thể đứng lên Chờ tương lai em cùng cục cưng đều xuất viện Anh liền mang hai người trở về Đại Bắc Đến lúc đó chúng ta mau chóng cử hành hôn lễ để em trở thành đinh phu nhân, ai cũng phải ca ngợi. Hắn ngồi ở giường bệnh, ôm lấy người phụ nữ mình yêu, nhẹ nhàng lay động cô. Ở bên tai cô, kể ra giấc mộng tương lai. Hắn thật sự yêu người phụ nữ này. Lần này, hắn xác định rất rõ, giờ phút này, người phụ nữ trong lòng hắn là tình yêu cuối cùng của hắn. Tháng 2 tiết xuân xe lạnh, em gái thuần thuần của Đinh Hạ Luân gả đi xa đến Nhật Bản. Này cùng vị hôn phu, trở lại Đài Loan tham gia hôn lễ của Đinh Hạ Luân cùng Thư Cẩn Dư, thuận tiện thăm đình phụ Đinh Mẫu cùng với anh trai của cô qua Tết âm lịch. Sáng sớm Tết Nguyên Tiêu qua đi, vợ chồng thân giã từ biệt người thân, dự tính đáp máy bay về Tokyo. Thuần thuần, em phải chiếu cố tốt thân thể của mình, thời tiết Nhật Bản lạnh, đừng để bị cảm lạnh. Đinh Hạ Luân đưa bọn họ tới cửa, cẩn thận dặn dò. Anh, em biết rồi. Thuần Thuần đáng yêu lẻ lưỡi. Em hiện tại là thân giã phu nhân rồi đừng nhát gan như vậy nữa cẩn thận bị người ta khi dễ hắn dặn dò một chút rồi dùng ánh mắt hung dữ nhìn thân giã lam một cái cô là em gái hắn thương yêu từ nhỏ đến lớn hắn thật lo lắng cô ở nước ngoài bị ủy khuất không có người thay cô làm chủ sẽ không đâu làm tuy giảng dữ nhưng anh ấy sợ nhất là làm cho em khóc chỉ cần anh ấy dám lớn tiếng với em em liền khóc cho anh ấy xem như thế anh ấy sẽ ngoan ngoãn đầu hàng thôi cô đắc ý ở bên tai đinh hạ luân khoe ra phương pháp khống chế ông chồng của mình nếu thật sự là như vậy anh rất an tâm nhưng đừng đem chiêu này dạy cho chị dâu em hắn nói giỡn a à, chị dâu đi ra rồi đinh hạ luân nghe em gái nói thế quay đầu nhìn về phía cửa quả nhiên thư cẩn sư ông cục cưng đi ra đứng trước cửa lớn nhìn bọn họ hắn lập tức tươi cười nhìn vợ con giơ cao tay chào hỏi bọn họ được rồi anh anh đi vào đi em và Lam cũng nên đi thôi. Thuần Thuần quay đầu nhìn vị hôn phu, hắn đã gần hết kiên nhẫn chờ rồi. Được, vậy em đi đường cẩn thận, bảo trọng. Anh cũng thật là, không được khiến cháu gái bé nhỏ của em sợ hãi. Nghe chị dâu nói, nửa đêm anh toàn trộm đứng lên, đến phòng trẻ con nhìn đứa nhỏ, thiếu chút nữa dọa người. Cục cưng nửa đêm tỉnh lại thấy anh, nhất định sẽ bị anh dọa cho khóc. Em đang nói cái gì vậy? Đinh Hạo Luân thật sự là sợ khóc sợ cười. Nói cứ như hắn là hổ báo không bằng Tóm lại Em hy vọng mọi người luôn được hạnh phúc Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc Hẹn gặp lại Đinh Hạ Luân phất tay Nhìn theo xe hơi màu đen Chờ em gái đi xa Trấn An cười Sau đó xoay người trở về nhà Hắn yêu nhất là vợ và con gái Đang ở nơi đó chờ hắn Hắn đi tới chỗ vợ Đón nhận đứa bé trong lòng cô Chiều trọng gương mặt nhỏ nhắn Hồng hào vừa tình ngủ của con gái Hắn cúi đầu hôn môi vợ sau đó ở bên tai cô Ôn nhu nói Cẩn dư, anh yêu em Hắn biết cô thích nghe lời tâm tình đó Mà hắn lại càng thích Đôi mắt đọng nước sáng người của cô khi nghe Ánh mặt trời tháng 2 ấm áp Chiếu lên người bọn họ Trong lòng Đinh Hạo Luân Cũng là một mảnh ấm áp Hắn biết thuần thuần đại diện cho những đen tối đã đi qua Mà Cẩn dư Là tương lai tràn ngập ánh sáng của hắn Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện các bạn nhớ like và subscribe kênh truyện Chuyện Ngôn Tình HE để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Không chịu quá thân cận với hắn. Đã đói bụng rồi sao? Hắn lại hỏi. Đúng vậy. Thư Cẩn Sư quét mắt, liếc hắn một cái, thản nhiên trả lời không nghĩ tới đồng nghiệp ở một bên nghe thấy câu hỏi của hắn lập tức nhiệt tâm lớn tiếng báo cáo đúng vậy cẩn dư chiều nào đến giờ ngọ cũng đều pha sữa uống bởi vì cô ấy đã đói bụng rồi Đình trợ lý anh có điều không biết người ta nói phụ nữ có thai đều rất thèm ăn đây là điều bình thường nhưng cẩn dư này là phụ nữ có thai chẳng những thực thèm ăn mà còn đặc biệt thèm ăn khủng khiếp thời điểm cô ấy vừa mới vào công ty mỗi ngày giữa trưa đều ăn hai hộp cơm hơn nữa toàn bộ đều ăn sạch hết trơn. Khi đó mọi người hay nói giỡn, bảo cô ấy đại diện cho công ty Nhật Bản tham gia cuộc thi ăn là tốt rồi. Anh Trương Hoành Cô đỏ mặt xấu hổ quẫn bách, không chịu nổi, chặn lại lời nói. Hắn như thế nào lại đem sự việc từ 800 năm trước của cô toàn bộ khai giá hết. Ăn hai hộp cơm Thật là nhìn không ra. Đinh Hạ Luân tuy rằng vẫn là vẻ mặt nhã nhặn, nhưng Thư Cẩn Sư nhìn ra được, hắn cố ý nén cười, trước kia, bọn họ đi ra ngoài dùng cơm. Cô cơ hồ không có lần nào ăn hết. Nghĩ đến bộ dạng cô đem hai hộp cơm toàn bộ ăn sạch, hắn liền nhịn không được muốn cười. Kia, nhất định rất thú vị. Chán ghét, muốn cười thì cứ cười đi, làm gì phải nhịn như vậy. Cô không bởi vì sợ bị cười nhạo mà để cho bụng đói làm cục cưng thiếu dinh dưỡng. Cô ở giữa tiếng cười vang của mọi người, xấu hổ và giận dữ, tiêu sái đi vào trong phòng trà nước vốn tưởng rằng mọi chuyện đã xong. Nhưng 3 giờ chiều ngày hôm sau, cửa hàng ăn vặt ở ngoài đột nhiên đưa tới rất nhiều điểm tâm, khiến cho mọi người đều bàn luận. Có trẻ đậu, nghe nói là đinh trợ lý mời. Kỳ quái, Cẩn sư như thế nào lại không giống với chúng ta. Hơn nữa, giống như đặc biệt được chén lớn. Có người đưa ra nghi vấn. Đinh Hạo Luân ra mặt giải thích. Ta nghĩ mọi người công tác thực vất vả, cho nên mời mọi người ăn chút điểm tâm. Về phần cẩn dư không giống với mọi người bởi vì cô ấy là phụ nữ có thai thôi. Suy tính đến vấn đề dinh dưỡng của thai nhi, cho nên mới mời cô ấy một chút đồ ăn đặc biệt. Ồ, thì ra là thế. Mọi người thế này mới giải trừ nghi ngờ. Lục Khải Đạt thấy, âm thầm cười trộm nói. Các người còn dám có ý kiến. Nếu không nhờ cô ấy, các người cái gì cũng không có mà ăn. Thư Cẩn Sư nắm tay, trừng mắt nhìn bát mì hải sản bốc khói nghi ngút trước mặt. Hắn thật sự coi cô là heo sao? làm sao vậy mau ăn đi không biết từ khi nào đinh hạ luân đi đến trước mặt cô đôi mắt mỉm cười chăm chú nhìn nàng nóng quá tôi ăn không được kỳ thật cô thích ăn nhất là mì hải sản hắn cũng biết nhưng cô muốn cố ý gây khó dễ hắn nghe xong cũng không giận lấy điện thoại di động ra đi ra ngoài gọi điện ông chủ lý thật xin lỗi phiên toái ông giúp tôi đưa một phần đồ ăn lạnh tới đây ngay lập tức sinh tố mãng cầu lạnh đang thịnh hành nhất đấy Tốt lắm, được, cảm ơn ông Hắn gác máy, nhìn cô cười nói Chờ thêm một lát, ông chủ lý lập tức đưa sinh tố đến Trái tim của thư cẩn sư thoáng chốc bị cảm động Hơn nữa thấy chính mình cố tình gây sự lại cảm thấy xấu hổ Cô lập tức cúi đầu cầm đôi đũa trên bàn lúng ta lúng túng nói Không cần, mì nguội rồi, tôi ăn mì cũng được Đinh Hạ Luân cũng không giận, khóe miệng vẫn mỉm cười nhúc cũ nhìn cô sâu thẳm trong đáy mắt, cất giấu thâm tình nồng hậu. Hắn thật sự là đồ ngốc, hắn như thế nào nghĩ mình không có cảm tình với cô. Mãi cho đến hiện tại mới biết được, chính mình yêu cô biết bao nhiêu. Đều do hắn không tốt, tất cả đều là hắn cố chấp cùng mù quáng hại bọn họ. Nếu hắn có thể sớm hiểu được tâm ý của mình, bọn họ sẽ không phải đi một chặng đường oan uổng như thế này. Bất quá, kỳ thật như vậy cũng không phải là không tốt. Trước kia, hắn một lòng nghĩ đến thuần thuần, chưa từng tận tâm đối xử tốt với cô, làm cho cô nhận rất nhiều ủy khuất. Nay có cơ hội bù lại, hắn đương nhiên nắm chắc cơ hội, tận tình sủng cô, làm cho cô vui vẻ. Thư cẩn sư máy móc đem mì nhét vào trong miệng, máy móc nhai nuốt, một giọt nước mắt trong suốt theo động tác cúi đầu ăn mì của cô, không tiếng động, rơi vào trong bát. Bát mì xào này ăn ngon lắm, cô khẳng định là Đinh Hạo Luân vì cô gọi riêng nhưng cô không hề cảm thấy cao hứng. trước đây là người yêu, nay là chồng của người khác. vì cô chuẩn bị điểm tâm, có cái gì đáng vui mừng. cô cảm thấy cực kỳ vớ vẩn, lại buồn cười. cô có nên thầm oán tạo hóa chiêu người hay không? tuy rằng cô vẫn yêu hắn, nhưng cô không có hứng thú trở thành đối tượng gặp mặt bên ngoài của kẻ có vợ có chồng. cho dù hắn là vì đứa nhỏ trong bụng, cô cũng sẽ không đáp ứng. đứa nhỏ là của cô, hắn đã có vợ. Tương lai muốn sinh bao nhiêu đứa nhỏ cũng không thành vấn đề. Nhưng cô chỉ có một bảo bối này. Nếu mất đi đứa nhỏ, cô tuyệt đối không thể sống một mình. Thư Cẩn Dư thầm quyết định trong lòng phải tìm một cơ hội nói chuyện rõ với hắn. Trước khi tan tầm, Thư Cẩn Dư cuối cùng chờ được cơ hội. Ở phòng trà nước, tìm thấy Đinh Hạ Luân đang uống cà phê. Hắn một tay bưng cà phê, thoải mái dựa vào bàn. Tay áo sơ mi sắn lên gần khử tay, trông thật sự đẹp trai quản lý phòng tài vụ cùng Thục Nghiên cũng ở bên trong, không biết đang tán gẫu cái gì với hắn mà có vẻ rất vui. Cô nhìn thấy một màn này, một luồng khí từ ngực không ngừng bốc lên. Hắn là trợ lý của tổng giám đốc, cũng rất được nữ nhân yêu thích. Nhớ tới trước kia khi bọn họ còn là người yêu, hắn luôn bình tĩnh ra mặt, cá tính hướng nội, rất ít có cơ hội nhìn thấy hắn cười to. Nhưng nay, thấy hắn mỗi ngày cùng mọi người nói chuyện cười đùa, quả thực sống như hoàn toàn thay đổi cô nhịn không được muốn biết đến tột cùng là ai đã làm hắn thay đổi không cần phải nói đương nhiên là cô vợ mới cưới đáng yêu của hắn sau khi hắn cảm nhận được sự dễ chịu trong tình yêu tự nhiên không cần phải hận đời nữa nghĩ đến hắn cùng thuần thuần kết hôn mới được ba tháng liền dễ dàng làm được những chuyện cô đã cố gắng mà vẫn không thể làm được trong ba năm qua cô không khỏi ảm đạm thầm đau lòng cẩn dư em có chuyện gì sao Đinh Hạo Luân phát hiện thân ảnh của cô, lập tức đi tới, nhẹ nhàng hỏi. Đinh trợ lý, em... em có chuyện muốn nói với anh. Cô cúi đầu, không chịu nhìn ánh mắt ôn nhu của hắn. Cô không muốn, sẽ lại bị mê hoặc. Hạo Luân, sắp tan tầm rồi. Tôi đi trước. Cùng thục nhiên cả người tràn đầy mùi hương. Lúc đi ngang qua cô, cô ý tạm dừng một chút, đánh giá cô từ đầu đến chân. Sau khi xác định cô không có tính uy hiếp, mới tao nhã thong song rời đi con mồi cô ta ngắm tới tuyệt đối không cho phép có người mơ ước nhưng cũng may mắn thư cẩn sư là bà bụng bầu trừ phi ánh mắt của đinh hạo luân có vấn đề nếu không hắn sẽ không coi trọng cẩn sư cùng thụ nghiên đi rồi phòng trà nước rơi vào trầm mặc thư cẩn sư nhìn sàn nhà không biết nên mở miệng như thế nào đinh hạo luân tham lam nhìn cô chăm chú chỉ muốn ôm cô thật sâu vào trong ngực Tôi hôm nay Đinh trợ lý Thực xin lỗi Hai nhân viên trước khi tan tầm Muốn đến phòng trà nước rửa cái ly Thấy bên trong có Đinh Hạo Luân Cùng thư cẩn sư Lập tức dừng cước bộ Đối với viên chức nhà nước các cô mà nói Đinh Hạo Luân thuộc đẳng cấp trên Đối với hắn tự nhiên có chút sợ hãi Các cô cứ đi vào Không sao Hắn quay đầu nói với thư cẩn sư Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện Thư cẩn sư yên lặng đi theo hắn ra khỏi phòng trà nước hai người vào thang máy đi lên tầng cao nhất của công ty không ngờ tới ở trong công ty cũng có thể nhìn thấy phong cảnh đẹp như vậy Đinh Hạo Luân đặt hai tay lên bức tường xi măng vui vẻ thoải mái nhìn ra ngọn núi xanh phía xa xa Thư Cẩn Tư theo tầm mắt hắn quay đầu nhìn ngọn núi xa huyên náo ở bên ngoài bất giác nhau lại thật đẹp thiên nhiên luôn khiến con người yêu thích em đến tìm anh có việc sao Đinh Hạo Luân mơ hồ đoán được cô tìm hắn là muốn nói cái gì thuần thuần có tốt không cô vừa mở miệng liền cố ý hỏi kỳ thật là cô muốn ám chỉ hắn đừng quên sự cố chấp ban đầu của mình cô ấy tốt lắm hiện tại là một phụ nữ đã kết hôn đang thụ hưởng ngọt ngào hạnh phúc bọn họ quả nhiên đã kết hôn thư cần sư cắn nhanh môi dưới miệng vết thương lưu lại dưới đáy lòng tựa hồ lại bị hung hăng đảo lên một khi đã như vậy anh tới nơi này làm cái gì anh không phải nên ở lại đài bắc sao sự nghiệp của anh nhà của anh đều ở đó em không rõ anh vì cái gì mà muốn tới nơi này khải đạt là bạn học của anh hắn vừa tiếp nhận công ty anh đến hỗ trợ một thời gian cũng rất hợp lý đấy chứ gạt người thiên hạ không có chuyện đúng dịp như vậy anh căn bản không phải vì nguyên nhân này mới đến anh đúng là vì nguyên nhân này mới đến hắn thể thốt phủ nhận bản thân mình có ý đồ Trước khi vãn hồi lại trái tim của cô một lần nữa, hắn sẽ không thừa nhận mình là vì cô mà đến. Cô biết hắn cũng không nói thật, nhưng mà cô cũng lười truy hỏi nguyên nhân. Hạo Luân, mặc kệ anh có thừa nhận hay không, đều không sao cả. Em không biết anh đến tột cùng suy nghĩ cái gì, cũng không có hứng thú biết. Em chỉ muốn nói cho anh, em sẽ không tham gia vào chuyện của nhà người khác, cũng không có khả năng cùng một kẻ đã có vợ, có chồng, xây dưa không ngớt. Nếu anh cho là sau khi anh cưới vợ, em vẫn giống như trước, không hề oán hận mà đi theo anh. Như vậy thì anh sai lầm rồi. Anh chưa từng nghĩ như vậy. Hắn không tí bì đến mức đem cô trở thành đối tượng vụng trộm bên ngoài. Không có là tốt nhất. Em sớm nói rồi, chia tay xong, chúng ta vẫn là bạn bè. Hiện tại em hy vọng chúng ta chỉ là đồng nghiệp bình thường. Nếu anh nói cần em hỗ trợ, em sẽ đưa tay giúp, nhưng không hơn. Anh hiểu chứ? Hoàn toàn hiểu. Hắn nghe xong, chẳng những không chán ngán thất vọng, ngược lại còn rất vui mừng, vẻ mặt cực kỳ khoái trá. Bộ dáng này của hắn làm cho Thư Cẩn Dư không biết nên nói tiếp như thế nào. Kỳ quái, rõ ràng là cô đến tìm hắn đàm phán, bắt hắn đừng đến quấy rầy cô. Nói nửa ngày rồi lại biến thành trong lòng hắn bình tĩnh, không hề có tàn niệm. Còn cô trở thành người có bệnh đa nghi, cả ngày hoài nghi người ta thầm mến cô. Chán ghét, như thế nào lại biến thành như vậy? cô cắn chặt môi dồn dập nói nhanh dù sao thì cũng là như vậy hẹn gặp lại cô ôm bụng xoay người đi thẳng xuống lầu ở phía sau cô ánh mắt yêu thương của đinh hạo luân hướng theo thân ảnh mượt mà đã đi xa hắn hiểu được ý tứ của cô cô hy vọng hắn có thể rời khỏi nơi này đừng quấy rầy cô nữa nhưng hắn sẽ không dễ dàng buông tha hắn đã bỏ qua một lần lần này tuyệt đối không thể buông tay ngày thứ bảy cuối tuần là ngày tâm tình, thư cẩn sư tốt nhất. Hôm nay công ty nghỉ, sáng sớm không cần rời giường vội vàng đi làm. Cô có thể an tâm, ngủ một giấc ngon lành. Hơn nữa, đến buổi chiều, cô thường hay ra ngoài đi dạo phố, cho nên tâm tình tự nhiên thoải mái, khoái trá. Hôm nay cô ăn qua bữa cơm trưa đơn giản, thay bộ trang phục xinh đẹp dành cho phụ nữ có thai. Trang điểm nhẹ nhàng, sau đó liền cầm túi sách đi ra ngoài, chuẩn bị đến cửa hàng Bách Hóa dạo qua. Đây là niềm vui lớn nhất trong cuộc sống bình yên của cô, bởi vì cô có thể từ trong cửa hàng bách hóa náo nhiệt thấy rất nhiều điều thú vị mới mẻ, còn có thể cảm nhận một chút không khí, không còn làm cho cô cảm thấy cuộc sống quá mức cô đơn chán nản. Cô đi đến bãi đậu xe của xã khu, chuẩn bị mở cửa xe màu đỏ để đi ra ngoài, bỗng nhiên có tiếng còi vang lên. Cô nghi hoặc quay đầu lại, thấy Đinh Hạo Luân ngồi trên một chiếc xe thể thao màu bạc, vẫy vẫy tay với cô hắn dừng xe bên cạnh cô thân thiết nói chào em sao anh lại ở chỗ này cô theo cô ta tôi nghĩ đinh đặc trợ trẻ tuổi đầy hứa hẹn hẳn là còn chưa kết hôn ánh mắt câu hồn của cùng thục nghiên không ngừng hướng hắn phóng điện đinh hạo luân lại tựa như vật cách điện không chút ảnh hưởng nếu cùng quản lý cho rằng như vậy thì hẳn là như vậy các vị đồng nghiệp còn có vấn đề nào muốn hỏi tôi nữa không con người hắn quét một vòng khắp trong văn phòng cuối cùng dừng lại ở trên người Thư Cẩn Dư. Thư Cẩn Dư thấy hắn không chút nào che giấu, nhìn chăm chăm chính mình, vô cùng xấu hổ, liền ném ra một câu hỏi đơn giản. Xin hỏi Đinh trợ lý, anh sẽ ở công ty bao lâu? Câu hỏi lớn mật không khách khí của cô, hại đồng sự bên cạnh một trận kinh hô. Bình thường thấy Cẩn Dư, cử chỉ ôn hòa, hôm nay thế nào mà nói chuyện lại sắc bén như vậy? Mọi người đừng kích động, đó là một vấn đề hay, Tôi ở lại đây, xác thực, không có khả năng quá lâu. Đợi cho đến khi tôi xử lý xong mọi chuyện, sẽ trở về Đài Bắc. Tôi nghĩ đại khái sẽ ở đây khoảng 4 đến 6 tháng. Đinh Hạo Luân nhướng mi, nhìn Thư Cẩn Sư cười, sống như đang hỏi cô. Câu trả lời này, em vừa lòng chứ? Thư Cẩn Sư cứng ngắc quay đầu, không để cho nụ cười đẹp đẽ của hắn ảnh hưởng đến cảm xúc của mình. Bọn họ đã chia tay, mỗi người có một con đường riêng, sớm đã không thể đi chung. Lục Khải Đạt cười ha ha nói. Tốt lắm, mọi người đều có quyền lên tướng. Tin tưởng về sau, nhất định sẽ hợp tác tốt. Tôi thấy hôm nay tạm thời nói tới đây thôi. Nếu mọi người không còn việc gì hỏi, có thể đi làm việc rồi. Vâng, mọi người một trận ồn ào đều tự trở về với cương vị công tác. Lục Khải Đạt vỗ vỗ vài đinh hạo luân nói. Đi, đến văn phòng của tôi đã. Đã lâu không gặp rồi. Tôi có thật nhiều chuyện muốn nói cùng anh. Được. Đinh Hạo Luân quay đầu nhìn Thư Cẩn Sư đầy thâm ý sâu xa, rồi mới xoay người đi theo Lục Khải Đạt. Thấy hắn đột nhiên xuất hiện, Thư Cẩn Sư trong lòng vô cùng bất an. Cô không biết những ngày kế tiếp còn có thể có chuyện kinh người gì nữa phát sinh. Hạo Luân này, tôi xem rồi lại xem, vẫn không đoán ra người trong lòng mà anh muốn theo đuổi, Rốt cuộc là ai. Trở lại văn phòng, Lục Khải Đạt lắc đầu thử dài nói. Nhân viên của mình, hắn nắm rất rõ ràng, nhưng phóng mắt nhìn lại, Nữ viên chức trong văn phòng vừa nãy, phần lớn tướng mạo bình thường. Gương mặt được nhất cũng chỉ có quản lý phòng tài vụ cùng Thục Nghiên, cùng người đặt câu hỏi không khách khí vừa rồi, Thư Cẩn Dư. Bất quá, cùng Thục Nghiên là nữ cường nhân đã ly hôn, mà Thư Cẩn Dư là phụ nữ có thai. Mà kệ thấy thế nào, bọn họ cũng không có khả năng liên quan đến người bạn học vĩ đại của hắn. Như vậy trước đây, Hạo Luân nói với hắn, cô gái trong tim Hạo Luân, rốt cuộc là ai? Sự quan sát của cậu đệ đi rồi Đinh Hạ Luân ngồi xuống văn phòng Lục Khải Đạt Một đôi mắt thăm dò thỉnh thoảng xuyên thấu qua khe hở cửa chớp, Quan sát thân ảnh làm hắn vướng bận ở bên ngoài kia Cô ấy mập hơn là vì trong bụng có đứa nhỏ sao Nhớ tới thân thể của cô đang mang đứa nhỏ của hắn Hốc mắt hắn đều nhịn không được từng trận nóng lên Nếu ngày đó hắn cử hành hôn lễ mà không tỉnh ngộ đúng lúc Hắn sẽ vĩnh viễn mất đi mẹ con bọn họ Lục Khải Đạt phát hiện ánh mắt Đinh Hạo Luân nhìn chăm chăm ngoài cửa chớp. Hắn đi đến phía sau, theo tầm mắt bạn mình nhìn ra, rõ ràng là Thư Cẩn Sư bụng bầu. Không thể nào, người anh thích là cô ấy. Nhưng cô ấy đang mang thai. Lục Khải Đạt bỗng nhiên có chút hiểu. Không phải, đứa nhỏ trong bụng cô ấy là của cậu đấy chứ. Cậu cuối cùng cũng thông minh trở lại rồi. Đinh Hạo Luân nửa quay đầu cho hắn một nụ cười trào phúng kẻ ngu xuẩn cuối cùng cũng thông suốt. Lão Huynh, tay chân anh khi nào thì trở nên nhanh như vậy? Lục Khải Đạt đẩy Đinh Hạo Luân một cái. Ôi trời, bạn học cũ của hắn sắp làm bố rồi. Cẩn Dư là bạn gái của tôi. Chúng tôi đã kết giao rất nhiều năm. Có đứa nhỏ cũng không kỳ quái. Thì ra là thế. Được, xét đến sau tình nhiều năm của chúng ta, tôi nhất định sẽ hết sức giúp anh vãn hồi trái tim của ấy. Lục Khải Đạt vỗ ngực nói. Cảm ơn cậu, Khải Đạt. Đinh Hạo Luân nhiệt tình nở nụ cười. Tin tưởng có vị bạn học cũ Lục Khải Đạt này tương trợ, tuyệt đối giúp ích không ít. Nữ nhân hắn yêu thương, rất nhanh sẽ lại trở lại trong lòng hắn thôi. Buổi sáng ngày hôm sau, Thư Cẩn Sư ôm cái bụng bầu 6 tháng, đi ra khỏi nhà, cẩn thận tiến vào thang máy. Vì an toàn của đứa nhỏ trong bụng, lúc thuê nhà riêng, cô lựa chọn nhà trọ có thang máy. Chị E khi xuống lầu phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, tạo thành tức núi lớn nhất trong cuộc đời cô. Chào buổi sáng. Cô đi ra thang máy, nhìn thấy người bảo vệ ở đại sảnh lầu 1, liền cười tủm tỉm chào hỏi với hắn. Chào buổi sáng, thư tiểu thư. Sắp đi làm rồi sao? Bảo vệ biết cô chưa kết hôn đã mang thai, nhưng không có nửa điểm khinh thường. Phụ nữ thân thiện hiền lành như cô, cho dù chưa kết hôn đã có bầu, cũng không tổn hại đến khí chất của cô. Đúng vậy. Cô cười rồi đi đến bãi đậu xe chuẩn bị lấy xe máy đi làm nhưng rất kỳ quái xe máy của cô không thấy rồi cô nghĩ chính mình sơ sót không tìm kỹ cho nên tìm lại một lần nữa vẫn không thấy xe máy của cô nguy rồi có thể bị trộm lấy mất rồi hay không cô chạy nhanh về phòng bảo vệ nói cho bảo vệ trong cửa biết chuyện này cái gì xe máy không thấy đâu người bảo vệ chạy thật nhanh ra thật sự không thấy đâu làm sao bây giờ tôi vội đi làm anh xem có nên báo nguy trước hay không? Không cần. Người bảo vệ đột nhiên la lớn, giống như thật khẩn trương. Thư Cẩn Sư giật mình nhìn bảo vệ. Tôi là nói, việc này để tôi xử lý là tốt rồi. Cô đi làm trước đi. Nhưng mà tôi không có xe để đi làm. Mắt thấy thời gian đi làm cũng sắp đến, nhưng cô không có phương tiện giao thông, có thể đến công ty. Vậy phải làm sao bây giờ? Bảo vệ thấy cô khẩn trương như vậy liền hỏi. Cô hẳn là biết lái xe chứ? Như vậy tốt lắm, nơi này có một chiếc xe, hiện tại cô dùng tạm đi. Chiếc xe màu đỏ kia kìa, để ở phía ngoài xã khu đó, cô ra xem thử. Hắn lấy từ trong túi tiền ra một chuỗi chìa khóa giao cho cô. Điều này cũng được sao? Tôi không thể tùy tiện dùng xe của anh. Cô không chịu nhận. Huống hồ, đây không phải là kế lâu dài, cô vẫn cần nhất là một công cụ cố định để thay đi bộ. Cô không cần cảm thấy ngượng ngùng. Kỳ thật, chiếc xe này cũng không phải của tôi, mà sở hữu của toàn bộ mọi người trong xã khu, chỉ cần là các hộ gia đình trong xã khu đều có thể sử dụng. Toàn bộ xã khu cùng sở hữu. Thư Cẩn Sư chưa từng nghe qua loại sự tình này. Đúng vậy, lúc trước khi xã khu thành lập, các hộ gia đình nên đề nghị mọi người góp tiền mua một chiếc xe, nếu có người nào có nhu cầu cấp bách dùng xe là có thể mượn chiếc xe này. Nhưng mà bởi vì tình trạng kinh tế hiện tại của mọi người, cũng không khó khăn. Mỗi nhà đều có xe, cho nên chiếc xe kia chẳng khác nào bỏ xó không cần. Hiện tại cô đã cần thì cứ an tâm mà sử dụng đi. Như vậy, chiếc xe kia có người dùng, cô cũng không tốn tiền mua xe mới. Có phải nhất cử lưỡng tiện hay không? Thật là như vậy sao? Vậy cảm ơn anh. Thư Cần Sư hiện tại mới phát hiện vị bảo vệ này thật đúng là có khả năng nói tốt. Ngay cả cô đã cự tuyệt cũng không biết xấu hổ mà nhận tiếp nhận chìa khóa người bảo vệ đưa, đi đến phía ngoài xã khu, vừa thấy xe, cô thoáng chốc kinh ngạc nói không ra lời. Bác bảo vệ, các hộ gia đình hợp lại mua xe, là xe Audi sao? Loại xe nhập khẩu này không phải rất mắc sao? Cô vô luận thế nào cũng không cảm thấy chiếc xe kia đã có lịch sử lâu dài. Không sai, cô đừng nghĩ chiếc xe này quý. Kỳ thật là có người quen mua cho nên có vẻ tiện nghi. Hơn nữa, có sửa sang qua rất nhiều lần. Nếu không, căn bản đã cũ, không thể nhìn. Thật vậy sao? Thư Cẩn Sư vẫn là có điểm hoài nghi. Cô nhớ rõ, trên tạp chí, nhìn đến khoản giới thiệu xe này, đây rõ ràng được đưa ra thị trường không lâu mà. Đúng vậy, cô không phải sắp muộn giờ sao? Nhanh đi, đến muộn là không tốt đâu. Vậy, được rồi. Cô so với bình thường đã chậm trễ tận 20 phút mắt thấy thời gian đi làm ngày càng gần thư cẩn sư chỉ có thể chạy nhanh tới chiếc xe kia tới công ty trước rồi nói sau sau khi cô lái xe rời đi một thân ảnh tuấn giật cao ngất từ chỗ ẩn nấp đi ra chăm chú nhìn chiếc xe đang dần đi xa đinh tiên sinh người bảo vệ đi đến bên cạnh hắn báo cáo với hắn tôi đã dựa theo phân phó của ngài sai người đem xe máy của thu tiểu thư trở đi mặt khác ô tô cũng thuận lợi chuyển giao cho cô ấy rồi tôi đã nhìn thấy cảm ơn anh Đinh Hạo Luân lấy ra một cọc tiền mặt Sao cho hắn Đây là thù lao của anh Không cần, tôi giúp anh chiếu cố Không phải vì tiền bạc Mà vì biết anh làm như vậy Tất cả đều tốt cho thư tiểu thư Cô ấy là cô gái tốt Cần được người hào hảo thương yêu Tôi nghĩ đứa nhỏ trong bụng cô ấy hẳn là của anh Đúng vậy Đinh Hạo Luân hoàn toàn không phủ nhận Vậy anh nên nhanh đón cô ấy về nhà Đừng để cô ấy một mình ở nơi này còn mỗi ngày cứ phải mang thai đi làm, như vậy thực vất vả. Người bảo vệ có ý tốt khuyên nhủ. Tôi biết, nhưng chúng tôi trong lúc đó đã xảy ra một việc. Tôi sợ cô ấy còn không chịu tha thứ cho tôi, cho nên muốn chờ tâm tình của cô ấy bình tĩnh một chút mới bồi tội với cô ấy. Hắn sợ gặp phải lời cự tuyệt của cô làm hắn thống khổ. Vậy anh cần phải mau một chút, người lớn có thể chờ, nhưng đứa nhỏ trong bụng không thể chờ đâu tôi sẽ lưu ý. Cảm ơn anh. Đinh Hạo Luân lại nói lời cảm tạ, xoay người đi đến chiếc xe của mình. Hắn muốn dùng phương pháp của riêng mình, truy hồi lại lòng của cô. Tuy rằng buổi sáng đến công ty, đúng lúc tiếng chuông bắt đầu giờ làm, nhưng tâm tình thư cẩn sư cũng không tốt, cả ngày đều dầu dĩ không vui. Bởi vì cô cảm thấy có một ánh mắt, bất kỳ thời khắc nào, ở vị trí nào cũng chăm chú nhìn cô. Trừ phi cô không có cảm giác, nếu không như thế nào lại không biết người kia là ai. Không biết có phải cố ý an bài hay không mà văn phòng hắn cách vách ngay tại văn phòng kế toán. Hai gian văn phòng chỉ cách một cái cửa sổ thủy tinh. Tuy có cửa chớp cách trở tầm mắt nhưng Thư Cẩn Sư tin tưởng cửa chớp kia căn bản chỉ là cho có mà thôi. Chỉ cần hắn ở văn phòng cô có thể cảm giác được ánh mắt hắn xuyên thấu qua khe cửa chớp truy đuổi thân ảnh của cô. Có khi tầm mắt hai người chạm nhau hắn còn vẫy tay với cô, làm cho cô buồn bực không thôi. Cô thật sự rất muốn, không để ý đến hình tượng mà hét to với hắn. Đừng nhìn tôi như vậy nữa. Cô không biết hắn có chú ý gì, vì sao lại bỏ địa vị tổng giám đốc công ty Trần Tinh cao vời vợi, rời xa nơi chôn rau cắt rốn đi đến nơi này. Còn dùng ánh mắt nóng bỏng không chút nào che giấu nhìn cô. Hắn kết hôn rồi, không phải sao? Chẳng lẽ là vì cô? Cô hy vọng không phải. Tuy rằng bọn họ đã chia tay mà hắn cũng cưới người khác, nhưng trong mắt cô, hắn vẫn là một người đàn ông đỉnh thiên lập địa, có đức có tài, có lý tưởng, nếu hắn là loại đàn ông có vợ con mà còn muốn tìm vợ hai bên ngoài, như vậy cô sẽ thực sự thất vọng. Cô phiền toái than nhẹ một hơi, thình lình bụng bị đá một cái. Cô nhìn lên đồng hồ, vừa lúc là 3 giờ chiều, cô không khỏi nở nụ cười. Tiểu tử kia lại muốn ăn rồi. Cô lấy túi sữa bột, múc vài thìa vào trong cốc, chuẩn bị đến phòng trà nước đi pha sữa uống. Đỡ để tiểu tử kia tạo phản trong bụng. Cô vừa đẩy ra ghế dựa đứng dậy, cái người kia vụng trộm dình cô cả ngày, bỗng nhiên vô thanh vô tức xuất hiện ở bên cạnh cô, vẻ mặt hứng thú nhìn chằm chằm cốc sữa trong tay cô. Pha sữa sao? Đình trợ lý. Cô không tình nguyện chào. Cô không biết hắn rốt cuộc có mục đích gì, cho nên Thủy Trung luôn phòng bị hắn mau dừng tay đừng uống nữa đinh mẫu giật chai rượu trên tay hắn vứt qua một bên không cho hắn tiếp tục say mẹ nâng cốc với con hạo luân con rút cuộc là làm sao vậy con bình thường ngay cả rượu cũng rất ít uống vì cái gì gần đây cứ như vậy mà uống rượu con rút cuộc đang làm cái gì con muốn hủy hoại chính mình sao đinh mẫu hai mắt đẫm lệ hỏi mẹ con yêu thuần thuần hắn dùng cánh tay che khuất hai chồng mắt thanh âm đau đớn trên mặt một mảnh bi thương hắn thật khổ sở hắn không xác định chính mình giờ phút này đau lòng là vì cái gì nhưng hắn nghĩ nhất định là bởi vì hắn mất đi thuần thuần dù sao hắn yêu cô hai mươi mấy năm mẹ biết nhưng con cũng biết thuần thuần yêu là cái người nhật bản kia còn vì cái gì không thể nghĩ thông suốt trên đời còn có rất nhiều cô gái tốt Ví dụ như Ví dụ như Cẩn Dư Bà rất thích cô gái kia Cô gái tốt như Cẩn Dư không có nhiều Nhưng con trai cố tình không thích người ta Còn nói chính là lợi dụng cô ấy để quên Thuần Thuần Cái này chẳng những Thuần Thuần không chiếm được Ngay cả Cẩn Dư cũng bị hắn dọa cho chạy mất Bà thật sự không biết con trai rút cuộc nghĩ như thế nào Cô ấy vì sao không yêu con còn có điểm nào không bằng cái người Nhật Bản kia? Hắn thống khổ thì thào. Chuyện tình cảm vốn rất khó nói. Đinh Mẫu cũng không biết nên khuyên con như thế nào để hắn thông suốt. Đinh Hạo Luân thê lương lắc đầu cười. Có lẽ con thật sự không bằng cái người Nhật Bản kia. Nếu không vì sao hắn mới gặp Thuần Thuần hai tháng ngắn ngủi. Thuần Thuần liền dễ dàng yêu hắn rồi. Mà con với Thuần Thuần có cảm tình hai mươi mấy năm mà vẫn không chiếm được lòng của cô ấy. Trăm ngàn lần đừng nói như vậy, Hạ Luân, con phải biết chính mình có bao nhiêu vị đại, con có bằng nước ngoài hạng nhất, con có năng lực công tác cao siêu, cùng thế hệ con có rất ít người được đến như vậy. Vậy Thuần Thuần, vì sao không thương con? Hắn phẫn nộ. Này, tình yêu không liên quan đến tài năng, có tài năng không có nghĩa dễ dàng có tình yêu. Tình yêu là từ ý thức chủ quan, cũng không phải nói có là có được, mà năng lực công tác là khách quan, công bằng cho mọi người cùng nhìn thấy. Mẹ đừng nói nữa, dù sao con cũng là một nam nhân vô dụng. Ngày cả người con gái mình yêu, con cũng không giữ được. Con có làm gì nên tội đâu, Hạo Luân. Đứa nhỏ bà sinh dưỡng gần 30 năm, mà chưa từng nghe hắn nói những lời nản lòng, nhụt chí đến như vậy không khỏi khiến bà khiếp sợ. Hạo Luân, còn phải tỉnh lại, đứng lên. Trên đời còn có rất nhiều cô gái tốt. Người trăm ngàn lần, đừng vì một thuần thuần mà cam chịu. Bà sợ hắn nghĩ quẩn. Nếu không có được tình yêu của thuần thuần, cho dù có được cả thế giới, cũng không có nghĩa gì. Hạo Luân, đình mẫu lúc này mới hiểu được, con mình yêu có biết bao sâu đậm. Bà ngồi trùng hỗn ở bên giường, khẽ vuốt sơ của con rồi đến hai má gầy yếu lại tiểu tụy lòng đau tựa như sao cắt hắn là cốt nhục bà mang thai chín tháng 10 ngày nguyên bản là người trẻ tuổi tuấn lãng đầy hứa hẹn hiện tại biến thành kẻ thất hồn lạc phách bộ sáng cam chịu bảo bà làm sao mà không đau lòng bà không khỏi đỏ hốc mắt hạo luân con bảo mẹ phải làm thế nào để giúp con rốt cuộc mẹ phải làm như thế nào con mới có thể tỉnh lại để đứng lên con muốn Thuần Thuần. Không có Thuần Thuần, cho dù còn sống cũng thật không có ý nghĩa." Đinh Mẫu thật sự không đành lòng thấy con tiếp tục xa sút liền nói, "Được, mẹ thay con đưa Thuần Thuần trở về." "Thuần Thuần sẽ không trở về." Đinh Hạo Luân trả lời. "Mẹ có biện pháp." Đinh Hạo Luân lúc này mới kinh hỉ nhảy dựng lên. "Mẹ, mẹ làm như thế nào?" "Con không cần hỏi nhiều, ở nhà chờ tin tức tốt của mẹ." mẹ sẽ đem thuần thuần đưa tới trước mặt con. Đình mẫu thường tiếc, vỗ vỗ hai gò má con, sau đó xoay người rời khỏi phòng. Bà biết mình không nên làm như vậy, nhưng vì con, bà quyết định là một người mẹ ích kỷ. Cho dù bị người thoá mạ, bà cũng không hề có nửa câu ăn hận. Cục cưng, uống sữa thôi. Thư Cần Dư bưng cốc sữa vừa pha, ngồi trên ghế bành, nhấm nháp ly sữa nóng. Cô thỏa mãn vuốt ve cái bụng hơi nhô ra, giống như có thể cảm nhận được sinh mệnh bé nhỏ bên trong đang hoạt động. Lần cuối cùng nhìn thấy Đinh Hạo Luân, đảo mắt lại đã qua một tháng. Thời gian một tháng này, cô cố gắng tự thuyết phục mình, từ bỏ mọi hy vọng. Không cần có ảo tưởng gì với hắn nữa. Bắt cô trong khoảng thời gian ngắn phải hoàn toàn quên hắn. Xác thực có chút khó khăn. Cho nên cô khóc, cô hận, cô oán, nhưng chẳng giúp được gì. Cuộc sống là một chặng đường dài. Càng ngày nhớ thương, thống khổ, cũng không có biện pháp làm cho chính mình khá hơn. Là một người phụ nữ, bề ngoài nhu nhược, nội tâm kiên cường, vì thế cô vẫn tự nói với mình, đừng suy nghĩ những chuyện làm người ta khổ sở nữa. Càng ngày bi thương rơi lệ, không bằng đem hy vọng ký thác vào tương lai. Dù sao, cô còn có đứa nhỏ. Đứa nhỏ chính là bảo vật chân quý mà ông trời ban cho cô. Uống sữa xong, cô đang muốn đem cái cốc không vào phòng bếp để rửa. Thì tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Kỳ quái, là ai nhỉ? Cô nghi hoặc nhấn đôi mi thanh tú. Buổi tối Quyên Linh cùng Tuyết Lương mới đến tìm cô. Thay cô mắng tiền đình hạo luân vô tình kia suốt cả đêm. Cũng vừa mới trở về. Cho nên hiện tại, người đến ấn chuông tuyệt đối không thể là bọn họ. Cô một mình ở Đài Bắc, người quen cũng không nhiều. Nếu không phải Quyên Linh và Tuyết Lương thì sẽ là ai? Tuy rằng cảm thấy hoài nghi... Nhưng cô vẫn đặt ly xuống để mở cửa. Bất quá, cô chỉ mở cửa trong, cẩn thận để lại một cánh cổng sắt để ngăn chặn. Khi cô mở cửa, nhìn thấy người đứng đằng sau cánh cổng sắt kia, không khỏi nghi ngờ mà chớp mắt vài cái. Hạo Luân. Cẩn Dư, hắn đã sửa sang đầu tóc, cạo lại sâu, tuy rằng vẫn có điểm gầy, nhưng trông có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái, thật nhìn có tinh thần hơn. "Thật là anh. Sao anh lại tới đây?" Cô cứ tưởng rằng hắn vĩnh viễn sẽ không đến tìm cô nữa. Không nghĩ tới, sau khi chia tay một tháng, hắn lại đột nhiên xuất hiện. Em... gần đây em có khỏe không? Đinh Hạ Luân hỏi có chút không được tự nhiên. Tốt lắm, còn anh? Anh có muốn vào ngồi một chút không? Cô định mở cửa sắt cho hắn đi vào, nhưng lại bị hắn cự tuyệt. Không cần, anh chỉ tới thăm em chút, thuận tiện nói cho em một chuyện. Đã khuya rồi, anh không vào đâu hắn có cảm giác kỳ lạ chỉ cần vào phòng của cô hắn nhất định sẽ không muốn rời xa như tình ấy cho nên thay đổi quyết định ban đầu mà hắn nghĩ thay đổi quyết định là tốt anh muốn cho em biết chuyện gì thư cẩn sư cảm thấy tò mò bọn họ không phải đã chia tay rồi sao còn có chuyện gì đáng để hắn nửa đêm chạy tới nói cho cô chẳng lẽ cô thật sự cao hứng trái tim đang tĩnh mịch lại lần nữa đập loạn nhịp đêm khuya, hắn đột nhiên chạy tới tìm cô, rốt cuộc là có chuyện gì? Cẩn Dư, anh đến nói cho em một chuyện, là anh sắp kết hôn rồi. Trái tim thư Cẩn Dư vừa mới đập mãnh liệt lại lần nữa yên lặng. Thật sự, chúc mừng, cô dâu là thuần thuần sao? Cô cố gắng lộ ra khuôn mặt tươi cười, không muốn cho hắn biết chuyện này đối với cô vẫn có lực sát thương. Tình nhân cũ sắp kết hôn, Cô dâu không phải cô. Chợt nghe tin tức như vậy, dù cho người nghe là ai đều cảm thấy khổ sở. Đúng vậy. Đinh Hạo Luân cẩn thận xem xét biểu tình trên khuôn mặt cô, muốn tìm ra một tia khác thường, nhưng cô biểu hiện rất khá, hắn cái gì cũng tìm không ra, chỉ thấy một gương mặt tươi cười. Thuần Thuần cô ấy đồng ý gả cho anh rồi. Ở trong ấn tượng của cô, Thuần Thuần dường như đã có ý chung nhân. Hắn chưa nói, mẹ hắn vì làm cho hắn tỉnh lại đứng lên, không tiếc dùng áp lực của người thân, đi cầu xin thuần thuần đồng ý hôn sự này. Cuối cùng, thậm chí không tiếc phải quỳ xuống, khiến thuần thuần không thể không thỏa hiệp. Hắn biết, vì sự ích kỷ của hắn, hắn làm cho hai người con gái không hạnh phúc, nhưng hắn không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn thầm nghĩ, giấc mộng suốt hai mươi mấy năm qua sắp hoàn thành, cưới thuần thuần mà hắn yêu thương làm vợ. Vậy thật sự là Chúc mừng. Hôn lễ thì khi nào cử hành? Trái tim cô rõ ràng đang xỉ máu lại vẫn xả bộ không chút nào để ý, bày khuôn mặt tươi cười thật sự rất khổ. Thứ bảy tuần này, hôn lễ cử hành ở biệt thự Đinh gia. Em em có việc không thể đi, tiền biếu em sẽ nhờ người đưa qua. Anh không phải đến để hỏi tiền mừng. Đinh Hạo Luân đột nhiên giống to một khắc kia hắn thật sự tức giận nhưng hỏi hắn vì cái gì mà giận hắn lại không biết nói sao đối mặt tình nhân cũ sắp kết hôn người bình thường không phải hắn là sẽ có phản ứng đặc biệt sao ví dụ như tức giận phẫn nộ hay ghen tị hắn thậm chí tình nguyện bị cô chửi ầm lên nói hắn phụ lòng chứ biểu tình giống như thế này của cô kẻ không rõ mọi việc còn tưởng người sắp kết hôn là bạn bè tốt của cô chứ không phải bạn trai đã kết sao ba năm Thực xin lỗi, biết chính mình làm hắn mất hứng, Thư Cẩn Sư theo thói quen lập tức giải thích. "Em biết anh không phải người để ý tiền tài vật chất, em chỉ không biết nói lời chúc phúc của em như thế nào." Thực ra, cô không phải muốn tươi cười chúc phúc cho hắn, mà là khóc lóc cầu xin hắn đừng rời xa cô. Nhưng tự tôn của cô đã chịu đựng quá nhiều thương tổn, không cho phép cô lại một lần nữa không để ý đến tôn nghiêm mà mở miệng khẩn cầu. Kỳ thật em không cần cho anh quả chúc phúc là anh thiếu em nhiều lắm khoan dung của cô làm hắn xấu hổ chuyện tình cảm vốn không thể nói đến hai chữ công bằng không có công bằng tự nhiên sẽ không có ai thua thiệt ai em có thể không cần để ý đến những việc như vậy không nếu em đánh mắng anh một chút anh sẽ thấy tốt hơn em cứ thế anh thật sự rất khó chịu anh cũng biết em sẽ không mắng chửi người bất quá em có thể cam đoan với anh nhất định sẽ cố gắng chăm sóc tốt bản thân anh thật sự không cần lo lắng cần dư hốc mắt đinh hạ luân không khỏi đỏ lên hắn có tài đức gì mà có thể quen biết với một cô gái tốt như vậy mà hắn thế nhưng hắn lại vì một người khác mà dùng bỏ cô có khi ngẫm lại ngay cả chính hắn cũng không thể tưởng tượng nổi hắn đột nhiên bắt đầu hoài nghi tình yêu hắn dành cho thuần thuần có thật sự sâu sắc sâu sắc đến nỗi hắn có thể từ bỏ một cô gái tốt như cần dư hắn vội vàng lắc đầu không muốn lại có suy nghĩ sâu xa về vấn đề này hắn suy nghĩ cái gì nhất định là hội chứng trước hôn nhân thuần thuần là người hắn yêu cả đời có thể cùng cô kết hôn hắn đương nhiên thật cao hứng làm sao có thể có loại ý tưởng kỳ quái này hạ luân mong anh đáp ứng với em chiều cố thuần thuần thật tốt làm cho cô ấy hạnh phúc đồng thời cũng làm cho chính mình vui vẻ. Tính tình của anh không tốt lắm. Thời điểm cùng Thuần Thuần có tranh chấp, phải cố gắng làm cho cô ấy. Cô đột nhiên lắc đầu cười khổ mà nói. Thực xin lỗi, em suy nghĩ quá nhiều. Anh yêu thương Thuần Thuần như vậy, đương nhiên không có khả năng cùng cô ấy phát sinh tranh chấp. Cho dù có, anh cũng sẽ... Xin chào khán thính giả của chuyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin được gửi tới các bạn phần kết chuyện cô vợ bỏ trốn của bạo quân tác giả An Kỳ. Các bạn like ủng hộ, subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Từ sau ngày đó, thời gian đối với Thư Cần Sư mà nói trở nên vô cùng dài. Trước kia, cô luôn than thở không có đủ thời gian. Này cô bỏ công việc, mỗi ngày đều ngồi trong phòng, không người đến thăm. Chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Cô đang đợi, chờ Đinh Hạo Luân giải thích với cô hắn sẽ đến nói cho cô. Ngày đó tất cả mọi chuyện đều là hiểu lầm. Người hắn yêu trùng thủy là cô, tuyệt đối không phải thuần thuần. Nhưng mặt trời mọc, mặt trời lặn. Ngày một, ngày qua, cô vẫn không đợi được Đinh Hạo Luân đến. Hắn cứ như đã biến mất trong không khí, không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa. Tại sao có thể như vậy? Hắn không phải là bạn trai của cô sao? Bọn họ không phải người yêu sao? Vì cái gì, hắn có thể tuyệt tình, chặt đứt tin tức với cô không chút nào lưu luyến. Cô không có lúc nào là không nhớ hắn, hắn lại có thể làm như không biết. Một cuộc điện thoại ân cần thăm hỏi cũng không có. Nam nhân cùng cô đã từng yêu thương nhau 3 năm, đến tột cùng là đang ở nơi nào. Cô càng nghĩ càng sợ, căn bản không dám phỏng đoán, hắn không cần cô nữa. Không, cô sẽ không trốn trong nhà mà khóc, mà phỏng đoán tâm tư của hắn cô phải trực tiếp đến hỏi rõ ràng. Cho dù quyết định chia tay, cũng nên cấp cho cô một câu công đạo. Thư cẩn sư mở tủ quần áo, lấy ra một bộ âu phục rộng thùng thình thay vào, quyết định đến Đinh xa tìm hắn. Không thể trách cô không có khí phách, Đinh Hạo Luân ở trong lòng cô, so với bất kỳ cái gì cũng là quan trọng nhất. Cô tình nguyện không để ý tôn nghiêm của mình, đi tìm hắn, cẩn thận hỏi rõ ràng, cũng không muốn cứ như vậy mà mất đi hắn. Thay quần áo xong, cô đi thang máy, cẩn thận xuống lầu. Cho dù lại nhận lấy thương tâm khổ sở đi chăng nữa, cô cũng không quên mình đã có mang, có bầu. Cô quyết định bảo hộ đứa nhỏ, cho đến lúc bình an hạ sinh. Lần thứ ba đi vào đinh ra, trong lòng cô có trăm mối cảm xúc ngột ngang. Hai lần trước đến nơi này, cuối cùng đều là trẻ lệ rời đi. Lúc này sẽ còn có đả kích gì đang chờ cô đây? Cô vươn bàn tay run run ấn chuông, Người hầu của Đinh Sa rất nhanh đi ra mở cửa. Hơn nữa, lập tức thông báo Đinh Mẫu. Cẩn Dư. Đinh Mẫu nghe được người hầu thông báo. Lúc thấy cô, bà có vẻ rất kinh ngạc. Cô ấy đến đây, chẳng lẽ cô ấy không hận Hạo Luân phụ bạc tình cảm của cô ấy sao? Bác gái. Thư Cẩn Dư cúi đầu. Cẩn Dư, cháu là tới tìm Hạo Luân sao? Đinh Mẫu cười khổ hỏi anh ấy ở nhà ạ à? ở nhà bất quá làm sao vậy nó chỉ sợ không có cách nào gặp khách bởi vì nó lại uống rượu rồi uống rượu thư cẩn sư biết hắn không phải cái loại nam nhân ham rượu trừ phi tâm tình hắn rất loạn nếu không hắn sẽ không tùy tiện tìm đến rượu càng không thể làm cho chính mình uống rượu đúng vậy cho nên hắn chỉ sợ Thư Cẩn Sư nhìn Đinh Mẫu, nhẹ giọng yêu cầu. Bác gái, thật ngại quá, nhưng xin bác cho cháu gặp anh ấy. Có một số việc, cháu muốn tự mình nói chuyện với anh ấy. Cũng tốt, cháu theo ta đến đây. Đinh Mẫu than nhẹ một tiếng để cô vào cửa, xuyên qua đại sảnh trực tiếp đi lên lầu 2. Đến lầu 2, Đinh Mẫu đi đến trước cửa phòng con trai, gõ cửa nói. Hạo Luân, Cẩn Dư đến này. Trong phòng không đáp lại, Đinh Mẫu lại hô vài tiếng, bên trong vẫn không có tiếng vang. Bà đành phải hô. Nếu con không trả lời, mẹ sẽ để cho Cẩn Dư vào. Bà mở cái cửa không khóa, nói với Thư Cẩn Dư. Cháu vào đi thôi. Cảm ơn bác. Thư Cẩn Dư tiến vào phòng Đinh Hạo Luân, thiếu chút nữa bị mùi rượu làm choáng váng. Mùi rượu nồng nặc làm cô buồn nôn. Cô dùng ngón trỏ, ấn cái mũi, cẩn thận, tránh đi bảy tám bình rượu nằm la liệt trên mặt đất đi thẳng đến cạnh giường Đinh Hạo Luân. Hạo Luân Đinh Hạo Luân tứ chi duỗi thẳng, nằm ngửa ở trên giường. Hai mắt nhắm nghiền, không biết là uống rượu đến mức nào mà vẫn đang ngủ. Hạo Luân Cô ngồi xổm xuống bên giường, ôn nhu kiểm tra bộ dáng của hắn. Hắn trở nên thật chật vật, hai gò má gầy, dầu mọc đầy mặt, dưới hốc mắt còn có một quầng thâm đen xì. Dễ dàng nhìn ra được là lâu hắn không ngủ đủ một giấc ngon lành. Cô thường tiếc, vuốt ve gương mặt hắn, phát hiện trên mặt hắn đọng lại một giọt nước. Đó là mồ hôi hay là giọt lệ, cô cũng không biết. Cô lấy một tờ giấy từ trong ví ra, nhẹ nhàng thay hắn, lau đi giọt nước mắt khả nghi. Hạo Luân, là em. Em đến đây. Anh tỉnh dậy đi có được không? Cô cầm cánh tay hắn, dùng sức lay động. Đinh Hạo Luân nghe được thanh âm của cô, lại cảm giác được một trận choáng váng. Nhíu mày lầm bẩm vài câu, Mới từ từ tình Hắn mở mắt Thấy cô ngồi sổm bên giường Lập tức kinh ngạc đứng lên Cẩn Dư, em ở trong này làm cái gì Em tới tìm anh Cô đứng dậy nói Tìm anh Đinh Hạ Luân lười biếng nhìn cô hỏi Em tìm anh có chuyện gì Thư Cẩn Dư thống khổ nhắm mắt Cảm thấy tâm thật đau Chẳng lẽ hắn hoàn toàn không nghĩ đến cô sao Em muốn cùng anh nói chuyện có liên quan đến chuyện của chúng ta. Em biết tình cảm của chúng ta trong lúc đó. Anh tính làm sao bây giờ? Ngày đó lời nói của anh, em hẳn nghe được, chẳng lẽ em một chút cũng không giận sao? Ngày hôm ấy, sau khi khôi phục bình tĩnh, hắn mới phát hiện cô đã rời đi từ khi nào. Bất quá, bởi vì tâm tình hỗn độn, cho nên hắn cũng không đi tìm cô. Vốn tưởng rằng, cô đời này đại khái sẽ không đi đến tìm hắn nữa. Không nghĩ cô cư nhân lại đến tìm hắn Em không tức giận Em chỉ là khổ sở Cô thống khổ cười Nước mắt sắp tràn mi mà ra Em không biết Ba năm cùng anh kết giao Lại chính là người thay thế thuần thuần Đinh Hạo Luân ai nấy giải thích Nói em là người thay thế thuần thuần Thật sự hơi quá đáng Kỳ thật em và thuần thuần Cũng không giống nhau lắm Chính là cười rộ lên Có điểm rất giống mà thôi anh thích thuần thuần, hơn nữa thích bộ dáng khi cô ấy cười. Đêm đó ở quán cà phê, nhìn thấy nụ cười của em, cảm thấy rất giống với thuần thuần. Với lúc đồng học của em thay anh tạo cơ hội, anh liền thuận thế đáp ứng. Kỳ thật, anh không phải thật sự thích em, mà là... Nói ngắn lại là anh thực sự xin lỗi em, anh đã lợi dụng em. Cho dù đã sớm biết hắn không thương cô, nhưng nay chính tai nghe được hắn nói như vậy, tâm của Thư Cẩn Sư vẫn giống như bị đâm một cái, vô cùng đau đớn. Vì cái gì? Em có điểm nào không tốt? Anh vì cái gì? Không thể. Thử yêu em. Thư Cẩn Sư liều mạng cắn môi, muốn nhịn xuống nước mắt. Nhưng chúng vẫn không nghe lời, cố tình chảy. Nàng không ngừng nói với chính mình. Đừng khóc, đừng làm cho hắn nghĩ, người dùng nước mắt lừa gạt lòng thương. Em tốt lắm, thật sự, không thể cùng em đến đầu bạc sang long là tổn thất của anh nhưng anh đã yêu thuần thuần nhiều năm như vậy thật sự không thể thu hồi tình yêu của mình anh cũng từng thử yêu em nhưng anh phát hiện kết quả anh còn nghĩ em là cô ấy cho nên đã phụ bạc em anh thật sự xin lỗi thật sự có lỗi ý của anh là anh chia tay em cô trợn to hai mắt đẫm lệ mở xương vẫn thấy không rõ gương mặt hắn đó là gương mặt cô yêu sâu đậm nhất. "Phải." Đinh Hạo Luân quay đầu sang hướng khác, quyết tâm nói, "Anh đã thử 3 năm, vẫn là không thể quên Thuần Thuần, cho nên chúng ta chia tay đi." Cho dù anh vĩnh viễn không chiếm được tình yêu của Thuần Thuần, anh vẫn kiên quyết chia tay em. "Đúng vậy, anh biết anh làm khổ em rất nhiều, mặc kệ em yêu cầu bồi thường thế nào, anh cũng đều nguyện ý đáp ứng, chỉ cần có thể bù đắp lại cho em." bồi thương bù lại thư cẩn sư thê lương cười ba năm thanh xuân có thể sử dụng cái gì để bù lại bao nhiêu giá trị mới có khả năng mua được tình cảm thuần khiết trong sáng không tỉ vết của em không thể không có cái gì có thể bồi thường thương tổn em phải chịu cho nên xin anh đừng dùng cách nói này để vũ nhục tình cảm của em đinh hạo luân biết chính mình lỡ lời vội vàng nói thực xin lỗi cẩn sư anh không phải cố ý nói như vậy anh chỉ là chỉ là muốn nghĩ tốt cho em một chút không cần ba năm nay em dùng toàn bộ nhiệt tình kết giao cùng anh không cần anh trả giá này nọ để bồi thường em bất quá em chỉ muốn hỏi anh một chuyện ba năm nay anh thật sự vui vẻ sao đinh hạ luân chăm chú nhìn khuôn mặt của cô rất chân thành tha thiết cười nói rất vui vẻ thời gian ở cùng một chỗ với em, thật sự làm người ta hoài niệm. Tuy rằng anh thường nổi giận, nhưng tất cả đều là bởi vì tính tình anh không tốt, không phải lỗi của em. Tin tưởng anh, em là cô gái tốt, em rất đáng có được một nam nhân yêu em thực lòng. Em hiểu rồi, cảm ơn câu trả lời của anh. Thư Cẩn Sư đôi môi run run, nhắm mắt lại, dung túng để nước mắt mãnh liệt chảy xuống. Tình cảm hai người dây dưa suốt ba năm, suốt cuộc đã đến hồi kết. Có những lời này của hắn, cô có thể cam tâm buông tay rồi. Như vậy, em phải đi. Từ nay về sau, anh phải chiều cố thân thể mình cho tốt. Đừng uống nhiều rượu như vậy. Bác gái sẽ rất lo lắng. Anh biết. Tầm mắt Đinh Hạ Luân yên lặng đào qua mỗi tấc đường cong trên gương mặt cô, giống như đang cố nhớ kỹ. Chúng ta còn có thể là bằng hữu không? Đương nhiên thư cần sư lao đi nước mắt cười với hắn chúng ta vĩnh viễn là bằng hữu vô luận tương lai phát sinh chuyện gì em đều hy vọng anh đạt được hạnh phúc anh cũng vậy chúc em mau chóng tìm được một nam nhân chân chính yêu em không biết vì cái gì hắn cảm thấy thật khó khăn khi nói những lời này có lẽ là hắn rất ích kỷ rõ ràng quyết định chia tay với cô lại không hy vọng cô sẽ có nam nhân nào chiếm được hắn biết rõ một khi cô khôi phục tự do nhất định sẽ có rất nhiều nam nhân xếp hàng theo đuổi hắn nốt xuống đáy lòng ngụm khí kỳ quái kia vượng cười chúc phúc cho cô cảm ơn anh thư Cẩn dư một tia hy vọng cuối cùng mà cô mong chờ hoàn toàn tiêu tan rồi cô lưu luyến nhìn hắn một cái sau đó chậm rãi xoay người rời khỏi phòng hẹn gặp lại người mà em yêu nhất sau khi kết thúc tình cảm với cô tâm tình của Đinh Hạ Luân chẳng những không thoải mái, ngược lại càng thêm táo bạo bất an. Hắn không ngừng ngửa đầu uống rượu, rượu tràn sang ngoài môi, dọc theo cổ họng chạy tới trước ngực, dính ướt cả chiếc áo sơ mi sang trọng. Rốt cuộc, sao lại thế này? Cẩn dư đi rồi, hắn hẳn là cao hứng nhảy dựng lên mới đúng. Vì sao lại có loại cảm giác trái tim bị cướp đi chứ? Hắn uống hết một chai rượu, ném cái vỏ rỗng sang bên cạnh, Ngược lại, cầm lên chai rượu khác, mở ra tiếp tục uống. Hắn chỉ nguyện say, không muốn tỉnh. "Hạo Luân, con làm cái gì vậy?" Đinh Mẫu đi vào phòng ngủ của con, thấy hắn ôm chai rượu liên tiếp uống. "Mau sẽ làm cho cô ấy vui." "Cẩn dư." Đinh Hạo Luân cảm động cúi thấp đầu. "Đã khuya rồi, anh và em đều nên nghỉ ngơi." "Hạo Luân, hẹn gặp lại." Cô mỉm cười hướng hắn nói lời từ biệt sau đó chậm rãi đóng cửa lại hẹn gặp lại em cần dư ánh mắt hắn chặt chẽ khóa trụ gương mặt đang dần dần biến mất của cô tựa hồ muốn ghi tạc sung nhan của cô trong lòng khi cửa gỗ hoàn toàn khép kín hắn nghĩ đến việc không thể nhìn thấy sung nhan quen thuộc liền trở nên kích động rất muốn lập tức xông lên phía trước phá tan cánh cửa nhưng hắn cũng biết hắn không thể làm như vậy vài ngày tới hắn sẽ cưới thuần thuần có được thuần thuần là giấc mộng lớn nhất đời của hắn. hắn không thể buông tha. mắng hắn ích kỷ, bạc hạnh cũng tốt, gian ngoan xảo quyệt cũng được. hắn chính là cố ý cưới thuần thuần làm vợ. hắn kiên trì thực hiện tâm nguyện nhiều năm của mình. về phần cẩn dư, hắn chỉ có thể nói xin lỗi cô. đinh hạ luân quay đầu trốn tránh, nhanh chóng rời chỗ ở của cô. còn ở phía sau cánh cửa, thư cẩn dư thân thể gầy yếu vô lực, theo cánh cửa từ từ trượt xuống nước mắt sớm đã thấm ướt gương mặt cô. Ngày hôm nay tại biệt thự Đinh Sa vô cùng náo nhiệt bởi vì con trai động nhất Đinh Hạo Luân của vợ chồng Đinh Thị sắp thành hôn. Đinh Mẫu vì ngày lành hôm nay mời riêng chuyên gia trang trí rất nhiều hoa tươi rực rỡ, bóng bay cùng băng rôn màu hồng trên hì trướng, viết bốn chữ to. Đinh Tề đám hỏi. Thư Cần Dư dựng taxi ở đường lớn gần biệt thự Đinh Sa, vuốt nhẹ mái tóc dài bị gió làm rối sau đó cẩn thận từng bước nhỏ, đi tới tòa nhà kiến trúc quen thuộc. Cô cúi đầu bước vào cửa lớn của biệt thự, cố ý tránh đám người náo nhiệt, sợ bị người khác nhận ra. Cô nhìn bốn chữ to dán ngay trước cửa, thoáng tạm dừng vài giây. Sau đó, đau đớn rời tầm mắt, tiếp tục đi đến cửa vào. Hỏi cô là đến làm náo loạn, phá hư hôn lễ này, hay là trong túi ra, chứa xăng cùng cái bật lửa, chuẩn bị đến tính sổ. Cũng không phải, ý đồ của cô rất đơn giản thầm nghĩ thừa dịp trước khi nghi thức kết hôn bắt đầu vụng trộm ngắm nhìn người bạn trai cũ đời này vô duyên vô phận một chút cô muốn tận mắt xem hắn trở thành chú rể thì trông sẽ đẹp trai tuấn giật đến thế nào tuy rằng hắn gạt bỏ cô nhưng kỳ quái là cô cũng không hận hắn cô biết hắn không phải một kẻ phụ bạc vô tình ngược lại lại là một nam nhân thâm tình nguyên nhân vì thâm tình cho nên hắn không thể yêu cô người hắn yêu thương hai mươi mấy năm là em gái không cùng huyết thống, Thuần Thuần. Hắn chưa từng quên hay nghi ngờ tình yêu hắn dành cho Thuần Thuần. Trong lòng tưởng tượng nhớ nhớ chỉ một người, Thủy chung chỉ có cô ấy. Nam nhân thâm tình như vậy, cô có thể trách hắn phụ lòng sao? Hắn miễn cưỡng chính mình cùng cô kết giao ba năm, cuối cùng vẫn theo lựa chọn ban đầu của mình, trở về bên người con gái hắn yêu thương. Hắn đâu có sai, Cô đương nhiên ghen tị vì thuần thuần không cần tốn nhiều sức, có thể có được hạnh phúc mà cô vĩnh viễn không chạm đến được. Nhưng cô ngoại trừ cảm thán trời xanh không công bằng, cũng không oán hận. Hôn lễ hẳn là sắp cử hành rồi chứ. Cô cúi đầu nhìn đồng hồ, qua 5 phút đồng hồ nữa, người cô yêu sẽ thuộc về nữ nhân khác. Mắt thấy thời gian cử hành hôn lễ sắp đến, chú rể chắc đã chuẩn bị tốt. Cô đứng ở lối vào trang trí hoa tươi xa xỉ chờ đợi thân ảnh Đinh Hạo Luân xuất hiện. Tiểu thư, tới tham gia hôn lễ sao? Xin hỏi, cô là thân hữu nhà trai hay nhà gái? Cô gái đứng đón khách ở cửa phát hiện cô, trên mặt nở nụ cười tiến lên hỏi. Tôi là... Cô cục nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói. Tôi là bằng hữu của cô dâu. Cô không muốn mang đến phức tạp cho Đinh Hạo Luân. Cô là bằng hữu của Thuần Thuần. Mời cô vào bên trong. Bên trong sẽ có người chỉ cho cô chỗ ngồi vị tiểu thư kia vội bày ra tư thế tiếp đón mời cô vào trong nhà. Cảm ơn cô. Tôi chờ một lát rồi sẽ vào. Thư Cẩn Dư nói nhưng cũng không tính tiến vào. Cô thầm nghĩ liếc hắn một cái là tốt rồi. Chỉ cần thấy người cô muốn gặp, lập tức cô sẽ rời đi. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ xem toàn bộ hành trình hôn lễ. Nhưng lúc này, một thân ảnh lo lắng bỗng nhiên điên cuồng quát xuống lầu, giống hệt như đầu tàu lao tới không để ý ánh mắt kinh ngạc của mọi người hô to. "Cẩn Dư, Cẩn Dư." Cô đến đây, hắn biết, vừa rồi hắn từ cửa sổ lầu 2 thấy cô rồi. Thư Cẩn Dư trong lòng chấn động, nhận ra đó là Đinh Hạo Luân, hắn như thế nào chạy đến. Cô lộ ra nụ cười, trực giác muốn nhìn hắn, nhưng lý trí đúng lúc nhắc nhở, hắn sắp kết hôn, cô không thể lại gặp mặt hắn. Trái tim cô đau nhói, khó nhịn bi thương xoay người chạy ra khỏi biệt thự Đinh gia. Cẩn Dư, đừng đi." Hạo Luân thấy cô, hắn nhanh chóng xông lên phía trước, muốn giữ lấy tay cô, không cho cô thoát, nhưng có một bàn tay nắm lấy tay áo hắn, ngăn trở hắn. "Hạo Luân, đó là cậu của Đinh Hạo Luân." "Cẩn Dư!" Đinh Hạo Luân gào thét, muốn đuổi theo, nhưng bàn tay lôi kéo hắn thủy chung không chịu buông ra. "Hạo Luân, sắp cử hành hôn lễ rồi, cháu muốn đi đâu?" Cậu Đinh Hạo Luân giữ chặt hắn có chút bất mãn hỏi cậu cháu đình hạ luân xấu hổ nhìn cậu biết chính mình không nên ở giữa hôn lễ truy đuổi thân ảnh của một nữ nhân khi hắn quay đầu lại nhìn vào phía bên trong bóng dáng thư cẩn sư đã biến mất tim hắn đập mạnh và loạn nhịp đứng thẳng tại chỗ hồi lâu ngay cả cậu buông hắn khi nào hắn cũng không biết tại sao tim hắn lại có loại cảm giác hư không này giống như phá một cái động lớn lấp thế nào cũng không đầy vẫn nghĩ những hư không tịnh mịch này là vì còn chưa kết hôn với Thuần Thuần, cho nên hắn cố ý xem nhẹ nó, làm bộ không có nó tồn tại. Này hôn lễ sắp cử hành, vì sao lại cảm giác trống rỗng này không những không giảm, ngược lại còn tăng? Chẳng lẽ người hắn yêu chân chính không phải Thuần Thuần? Hắn có phải nghĩ sai cái gì chăng? Đinh Hạo Luân nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Thời khắc sai lầm, thiếu chút nữa tạo thành Hắn mới phát hiện chính mình sai lầm rồi, hắn mười phần sai, sai thái quá. Hắn đột nhiên ngửa đầu cười to, tiếng cười mang theo thống khổ, tự trách cùng trầm trọng. Uổng phí, hắn đã sống hơn 30 năm, ngay cả người mình yêu thương cũng không rõ ràng. Thần hữu bên cạnh nghĩ, hắn sắp cưới vợ nên cao hứng, mới có thể làm ra hành động thất thường như thế. Chỉ có hắn biết, hắn vô cùng may mắn, kịp lúc vãn hồi cái cọc hôn nhân sai lầm này. Cảm ơn trời đất trước lúc sai lầm tạo thành hắn đúng lúc tình ngộ không tạo ra những thương tổn lớn hơn nữa cảm ơn trời đất hắn còn có cơ hội vãn hồi hết thảy dùng tuổi già bù lại cho cô gái nhỏ đã vì hắn mà nhận đủ mọi khổ sở đinh hạ luân lộ vẻ mặt mỉm cười kiên định xoay người đi vào tân phòng chật ních hắn biết chính mình nên làm như thế nào rồi hắn nên trở về thư cần sư lặng lẽ ló ra từ một chỗ bí ẩn nhìn theo bóng sáng cao ngất của hắn trở về biệt thự. Hôn lễ, hắn là sắp cử hành rồi. Cô vỗ về bụng mình, đau khổ cười. Đứa nhỏ, bà còn cùng với gì khác kết hôn rồi. Từ nay về sau, chỉ còn mẹ con, chúng ta, sống nương tựa lẫn nhau thôi. Không thể cho con người cha, con có hận mẹ không? Ba tháng sau, Thư Cẩn Sư đi vào văn phòng, kéo ghế dựa ra, đỡ lấy cái bụng tròn cẩn thận ngồi xuống cô đã bước vào tháng thứ sáu của thai kỳ. Ba tháng trước, cô rời khỏi miền Bắc, đi tới Tân Trúc, một lần nữa bắt đầu lại cuộc sống. Hiện đang là nhân viên kế toán của một công ty. Cần Dư, chào buổi sáng. Nhóm đồng nghiệp của cô lục đục tới công ty, một ngày công tác bận rộn sắp bắt đầu. Chào buổi sáng mọi người. Tổng giám đốc công ty kinh doanh Hưng Đạt, Lục Khải Đạt đi vào văn phòng, thân thiết chào. Tổng giám đốc chào buổi sáng. Mọi người đứng lên, cùng chào hỏi. Mọi người, mời ngồi. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với mọi người một vị bằng hữu. Hắn là đồng học của tôi khi đi du học ở nước ngoài. Có hai bằng thạc sĩ tài chính và kinh tế. Chẳng những học được kiến thức uyên bác, hơn nữa kinh nghiệm thực tế rất phong phú. Tôi đã mời riêng hắn đến công ty để hỗ trợ một thời gian. Tôi tin tưởng công ty có hắn gia nhập trợ giúp, nhất định có thể đưa Hưng Đạt lên đỉnh cao. Thư Cần Sư nghĩ đến người từ nước ngoài du học trở về, là hai bằng thạc sĩ tài chính và kinh tế. Bối cảnh của người này với người kia mà cô cần biết cũng thật giống nhau. Vị quân sư này tên gọi đầy đủ là Đinh Hạo Luân. Từ hôm nay trở đi đảm nhiệm vị trí trợ lý đặc biệt của tôi. Mời mọi người vỗ tay hoan nghênh hắn. Đinh Hạo Luân. Thư Cẩn Dư, tuy rằng đang mang thai, động tác vẫn rất nhanh chóng đứng lên, khiến cho chiếc ghế rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang lớn. Văn phòng vốn đang tràn ngập tiếng nói chuyện cùng vỗ tay, nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ. Mọi người trừng mắt lớn nhìn cô, nghĩ đến cô có chỗ bất kính. Nhưng mà Thư Cẩn Sư hoàn toàn không nghĩ tới. Cô mở to hai mắt tràn đầy khiếp sợ, nhìn chăm chăm người đàn ông Tuấn Lãng đang mỉm cười, đứng sừng sững trước mặt. Thật là hắn, người yêu cũ của cô, Đinh Hạo Luân. Vị tiểu thư này sao lại nhìn tôi như vậy? Bị con gái nhìn chằm chằm như vậy, tôi có rất nhiều kinh nghiệm nhưng bị phụ nữ có thai nhìn chăm chăm như vậy vẫn là lần đầu tiên độ cong trên môi đinh hạ luân càng thêm lớn tư thái thoải mái thoạt nhìn có chút hương vị bất cần đời khiến các cô gái chưa kết hôn từ bốn phía đều hít một ngụm không khí lộ ra biểu tình si mê vị trợ lý mới của tổng giám đốc này thực sự đẹp trai tôi tôi không có thư cần sư vượt hẹn vừa bối rối hận không thể kiếm một cái động để trốn vào hắn như thế nào có thể đem cô ra đùa giỡn như vậy hơi quá đáng đinh hạo luân thoải mái tươi cười nhưng tầm mắt lại chuyên chú nhìn thẳng vào cô trong mắt chứa đựng tình cảm nóng bỏng làm cho thư cần dư phải quay đầu trốn tránh bọn họ đã chia tay mà hắn cũng đã cưới người khác rồi hắn còn đến nơi này làm cái gì người khác thì không biết còn cô thì nắm rõ sự thật hắn là đại thiếu gia của công ty kinh doanh Trần tinh gia cảnh giàu có Hắn căn bản không cần đến làm trợ lý của người khác Hắn tới nơi này nhất định có ý đồ Chẳng lẽ hắn biết cô mang thai Cho nên cô ý đến Muốn tìm cơ hội cướp đi đứa nhỏ của cô Không Cô ôm chặt cái bụng tròn của mình Cắn răng thề Hắn đừng có mơ cướp đi bảo bối duy nhất trong tay cô Cô tuyệt đối không cho phép Ha ha Đình trợ lý Đừng tùy tiện khi dễ phụ nữ có thai Cẩn thận không thiên lôi đánh xuống đấy Lục Hải Đạt cười chiêu nói. Đình trợ lý, tôi là quản lý phòng tài vụ. Tên là Cùng Thục Nghiên. Muốn hỏi, Đinh trợ lý, anh đã kết hôn chưa? Quản lý tài vụ Cùng Thục Nghiên, phong tình vạn trùng đứng lên. Dùng tiếng nói mê người, dịu dàng hỏi. Xong rồi, nghiện quá phụ đen, lại có con mồi mới rồi. Tôi đoán, đình trợ lý tám phần sẽ kiệt sức mà chết. Phía dưới mọi người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Người đẹp nhất trong phòng tài vụ thường xuyên khoe khoang phong tình chính là cùng thục nghiên. Cô ta từng có một cuộc hôn nhân, nghe nói là yêu đương vụng trộm, bị chồng bắt được, liền khởi tố xin ly hôn. Không ngờ sau khi ly hôn, cô ta chẳng những không sửa chữa cái bản tính xâm đãng của mình. Ngược lại, càng thêm không kiêng nể mà câu dẫn khách hàng hay nam nhân trong công ty. Cô ta thích mặc quần áo màu đen, cho rằng như vậy mới gợi cảm nhất. Bởi vậy mọi người đều vụng trộm gọi là nghiện quá phụ đen. Cùng quản lý nghĩ thế nào đinh hạo luân cười mà như không đem vấn đề trả lại cho.